Một nét tế bào nhỏ trước là chi. Đằng Đúng rồi. này. Đằng này. Bút lông đâu? Kể cả bút lông đâu? Không, chỗ kia, cái nằm kia. Hello chị Bánh Canh Thú Trinh. Để em tạo chiến dịch cái mấy chị. Hôm nay bộ máy vậy, ngày mai máy à? Máy tay. Em máy tay à? 3 tháng 6. Ủa reset vô chỗ nào ta? Reset gì? Reset gì? À, hello chị Bana. Chào hết mấy chị. Hello. Chào chị Tê Nào Nguyên, chào chị Tư Bồng. Nhìn chỗ đây mới thấy chứ Facebook chẳng hết trơn rồi. Chẳng hết trơn trời ơi. Chào chị Thúy Nguyễn. Chào chị ngứa vô trời. Chào anh Quang Võ, trời ơi. Hôm qua về mệt quá. Giờ vô đi hả? Kết thúc live xong rồi mới bấm báo cho nha chị cười mỉm. Hôm qua ngồi đợi. Ừ ok ok chị, để chị về chị gọi cho. Rồi cái nguyên buổi tối không gọi luôn. Sức bà luôn. Khoảng chiều 5 giờ đi móc ráp cho nha. 5 giờ đúng 5 giờ đó. Không thôi đó nghe. Hôm qua là do chị đó, chứ không phải là do em đâu. Qua em kêu em gọi điện rồi đó. Mà chị nói chút để chị đi đi công chuyện, chị về chị gọi mà chị không có gọi luôn á. Hello chị Thúy. Chào hết tất cả mấy chị. Mấy chị vào xem live đây có quà game cho mấy chị nè. Mấy chị. Mày đi mày tao lại kiếm coi. À quà game. Hết tặng gì trời trời không biết tặng gì. Chứ tặng kiếm mấy chị. Nên kiếm nó cứng tặng kiếm. Nên kiếm vàng. Nay có kiếm vàng cho mấy chị nè. Mệt. Đi đâu mệt. Dịch đó đi tùm lum đi cô nương. Dịch bệnh đó đi tùm lum đi. À chào cô Ngân Ngô. Chào chị Lập Nguyễn. Hồi điệp thơm nam có chị Đức Tâm Vũ rồi. Không có điệp thơm rồi. Không có rồi. Trời gì nắng thấy sợ nắng. Hello chị Nguyễn Triệu. Chào tất cả mấy chị. Hôm nay nắng đủ thứ nắng. À, nói chung là có cái giá rất là rẻ cho mấy chị luôn. À mình xem mà vẫn không thấy bình luận của mình luôn à. Đúng rồi, anh ẩn comment á. Ẩn comment mất tiêu hết trơn, trời ơi. À, chào anh Minh Trần. Hello anh. Hello Trần Đức Chu. Vẫn hôm nay vẫn chưa có Panda về cho mấy chị. Vẫn chưa có. Chào chị Trúc. Phải coi như thế này nè mới thấy nè. Phải như thế này mới thấy mấy chị nè. Comment thì vẫn nhảy tùm lum tùm la đúng không? Còn khách thì không vẫn không thấy. Mình vẫn không thấy nhau quý chị. Mình vẫn không thấy nhau. Chào cô Lan Võ. Hello cô. Chào chị Kim Lăng Lâm ạ. Mấy chị ơi, cô chia sẻ live stream đi. Hôm nay nắng nhiều lắm mấy chị. Nắng nhiều mà có cái giá rất là rẻ. Tùm lum hàng hết trơn luôn á.
Cái gì? Ờ, Viết Long á, có. Quay tiệm á. Đi. Có bao nhiêu đó là Viết Long, 1.800 cái Viết Long mà bây giờ hỏi kiếm cái Viết Long. Vô cái thùng nè. Vô cái thùng bấm báo á. Ngay chỗ đó đó, lấy cái Viết Long. Đi. Chị Lương. Hello chị. Hên quá, cái mặt mình cũng không có đỏ mấy. Mấy chị vào xem like đi. Tặng cho mấy chị cái chậu kiếm vàng nè mấy chị. Kiếm vàng hôm nay lên được ít cho mấy chị, khoảng được 20 chậu. 20 chậu kiếm thôi, không tới đâu mấy chị. 2, 4, 6, 8, 10, 12 4, 16, 18, ừ được 20 chậu. Được 20 chậu cho mấy chị. Tặng cho mấy chị cái chậu kiếm vàng lá cứng. Nay yêu quá hay sao mà chị thấy mụn? Không phải mụn đâu mà cái mặt em sưng á, chứ không phải mụn đâu. Tại cái mặt sưng á, chứ không phải mụn đâu. Mặt sưng. Mặt sưng á, chứ không phải mụn. À, chào chị Jenny Tu. Hello mấy chị. Mấy chị vào xem like đi, tặng cho chậu kiếm vàng. Rồi vẫn như cũ, như gửi cho mấy chị có một cái giá rất ưu đãi. Giá rẻ là cái thứ nhất. Trời ơi, giờ không biết thấy ai trơn á, chị nhìn vô đây mới thấy thôi. Trên màn hình thì không biết. Trên màn hình thì không thấy mấy chị rồi đó là thua rồi đó. Thôi cố gắng nha, cố gắng chia sẻ đi biết sao giờ. Tặng cho mấy chị một cái chậu kiếm vàng. Em lên được 20 chậu kiếm, hết kiếm rồi. Hết kiếm luôn rồi đó mấy chị. Mà mùa dịch này cũng vậy, bán cho mấy chị cái giá rẻ, tài le que trơn á. Nhớ giùm em nha, đây là kiếm vàng lá cứng. Chắc bà giá bao rẻ cho mấy chị. Cây thì thôi làm khỏi nói luôn nha. Kiếm vàng lá cứng nha mấy chơi. Kiếm vàng lá cứng và lá ngắn cho mấy chị. Nên là những cái dòng kiếm này giá trị rất là cao. Em yêu ơi, về trồng lá bị vàng thì phải bằng sao? Lá bị vàng nó có nhiều trường hợp. Vàng lá chân, vàng lá chân do sốc nhiệt, vàng lá do thay đổi thời tiết, hoặc là vàng lá do nắng này cho lá lan cho mấy chị. Hoặc là khi ra chậu nó sốc nhiệt cây, thay đổi môi trường nó bị lá lan. Nó bị vàng lá lan thì cũng bình thường mấy chị. Mấy chị cứ nghĩ nó là đơn giản đi. Vàng lá. Ờ, cái giọng nó không nổi lắm mấy chị. Vàng lá bình thường nó cũng không có gì nguy hiểm hết trơn mấy chị. Không có gì nguy hiểm đâu, yên tâm đi. Tước bỏ lá, rồi mấy chị xịt B1 với là Hồng Nguyễn hỗ trợ thêm kích thích ra rễ, kích thích ra mầm. Hoặc là mấy chị có thể xịt B12 để tải độc cây. Thì cây của mấy chị nó vẫn phát triển bình thường nha. Hello chị Trang. Quang ơi, ra nghe giùm cuộc điện thoại Quang. Nhanh đi. Nhanh đi, gấp dữ lắm rồi, nhanh đi. Gấp lắm rồi. Thì khách điện hỏi hello, lô hỏi có chuyện gì sẽ ra không? Nói sắp qua xin nghe. Hello anh Đạt. Bữa giờ có về quê không Đạt? Chờ nó nói chuyện với mình, nó nói chuyện á. Nó chữ không à, còn nó nói chuyện với gái thì thôi luôn mấy chị, nó ngọt ngào. À cái chậu này có nhiêu hả? Dạ 150 mấy chị, kiếm vàng. Có được 20 chậu à. Kiếm vàng lá cứng. Kiếm vàng nghe, có 150 chậu, có được 20 chậu nè. Lên cho mấy chị, thầy khách hỏi quá chứ. Thật sự bây giờ cái lô kiếm này em không có còn bung ra bán nữa. Kiếm này không có còn bung ra bán nữa mấy chị biết sao không? Dạ tặng kiếm mà, em tặng kiếm cho mấy chị. Kiếm giá cao lắm. Yến ơi, cây thiên nga của chị nay thêm được 2 giờ nữa rồi. Mệt chứ ta. Nắng mệt. À, chị Cẩm Lý, bữa nào có bông chụp hình em coi nha. Ok chị Cẩm Lý. Cây thiên nga, cái lô thiên nga em bán cho mấy chị khách gì ra bồ quá trời luôn á. Chồng chưa được tuần nó ra bồ nhanh khủng khiếp luôn. Kệ, ra bồ được nhiều cảm ơn mừng chứ gì. Ra bồ nhiều là mừng. Chứng tỏ mình bên em không có bao ship mấy chị, giá cây không có bao ship đâu nha. Chờ nở bông chị gửi qua cho. Ok chị, chờ cho mấy kiếm vàng nha. Đây là kiếm vàng lá cứng. Cái thứ nhất cho mấy chị là em đang bán cho mấy chị là chuẩn kiếm vàng. Cây là cây cỡ này cho mình,
Nói chung là cây này giá trị lắm khách ơi, bán cho mấy chị cũng cái giá rất là rẻ. Mấy chị có thể chi vô hội hoa kiếm đổi giá trên tất cả các nhà vườn rồi mấy chị biết được cái giá này. Em có được khoảng 20 cây kiếm cho mấy chị bung ra thị trường thôi, nên là mấy chị chốt nha. Kiếm này em không có tính bán ra đâu, vừa vườn gửi lên á. Tại giá kiếm hôm nay cao lắm, giá kiếm hôm nay rất là cao. Hàng này bây giờ về 400 mấy rồi khách. Kiếm vàng này bây giờ 400 mấy rồi. Tại vì từ lúc trước em bán mấy chị 150 nên vẫn giữ giá cho mấy chị 150. Dù cây lầm mơn nhiều tép hơn, nhớ giùm em nha. Cái dòng kiếm này em vẫn giữ nguyên tép cho mấy chị, không có tách tép, vẫn giữ nguyên tép cho mình á, vẫn giữ nguyên tép nha. Và luôn chậu thế này cho mấy chị, kiếm vàng 150 một cây. Chuẩn kiếm vàng cho mấy chị 150 một cây nha. Vẫn không có ưu tiên. Quay nhanh cho mấy chị nha. Thôi quay cho mấy chị 70 giây đi. Em không có đợi nữa làm biếng đợi quá. Quay trăm mấy giây mấy chị đợi cũng lâu. Em quay 70 giây cho mấy chị nha. Nhớ là em không có ưu tiên anh chị nào hết. Có khoảng 20 cây kiếm vàng thôi. Giá là 150 cây kiếm. Mấy chị về chơi đi, hoặc mấy chị mua đi bán lại đi, trời. Giá trị rất là nhiều luôn á. Hôm nay có bà liễu chậu nhỏ cho mấy chị nè. Nhưng mà bà liễu chậu trăm mấy á, có giá rất là rẻ cho mấy chị. Có về có lên bà liễu. Có lên bà liễu cho mấy chị nắng tùm lum tùm le hết trơn. Chưa có thời gian ăn đó. Trời ổng ginh ra ổng giục cái bạch đó, ổng biết ổng nói gì chứ. Giục nó thôi đó. Em đợi ăn cơm luôn á. Em đợi luôn á. Trong cái nét. Không ăn. Mệt, mày đừng mệt nữa nha. Tao đợi. Thì mày ăn cơm đi. Mày ăn cơm đi, có kêu mày chờ đợi không? Tao có kêu mày đợi tao ăn cơm không? Làm có việc đó. Không còn nữa đâu. Đó thì ăn trước đi. Liên quan à? Hello chị Tường Vy. Hello chị Tường Vy. Mấy giờ này tình hình ổn không chị Tường Vy? Giờ này tình hình ổn không? Nóng dữ ta. Thì cái mặt nó có sân không? Bà tắt đèn là tối thui à. Tắt đèn là tối thui à. Chào mấy chị nghe, mấy chị vào xem live chia sẻ live stream giúp em nghe mấy chị. Quà game là tặng cho mấy chị một cái chậu kiếm vàng. Sẵn xíu lấy cái mặt bông kiếm lên luôn cho mấy chị. Kiếm em bán ở 150 một cây à. Mấy chị nào mà nếu mà mấy chị thấy rẻ tin tưởng mấy chị nên chốt đi. Chứ em nói mấy chị ơi, kiếm tin thì thường người ta bán 400-500 ngàn chậu không á, kiếm vàng á. Em bán cho mấy chị có 150 một cây nha. Chứ rất là rẻ, cái giá rẻ hơn thị trường gần như cỡ hơn 300 ngàn chậu cho mấy chị á. Chị nào tin tưởng mua chứ giờ khỏi review nữa. Tại em bán mấy chập rồi. Giờ tới số của Vana đó. Vana trúng game nha. Rồi đừng có nói nghe kể từ ngày hôm nay chính thức cho cái giây phút này. Đừng bao giờ nói là chưa có chơi game trúng gây game anh em lần nào nha. Chị Vana trúng game mà. Vana có là có nha, phải thoát ra vô đây nè. Em điểm từ 1 đến 10 chị Vana nha. Khoan lại cho em vô Facebook đó mấy chị ơi. Vana có là có giùm em nha. Em điểm từ 1 đến 10 chị Vana. Thoát ra vô lại liên tục luôn á, chứ nói gì mấy chị. 1 cho chị Vana, 2 cho chị Vana nha. Thoát ra vô lại liên tục luôn. 3 cho chị Vana. Mấy chị nào thấy tên kéo ra tên ra giùm em nha mấy chị. 4 cho chị Vana. 4 à. Trời ơi, bị uống nặng dữ lắm mấy chị ơi. 5 cho chị Vana nha. Chị Vana có là có giùm em nha. 5 à. 6 chị Vana. 6. Lọc tên tôi bót rồi có tên. 7 cho chị Vana. Ẩn dữ lắm mấy chị ơi. Không thấy trên tên đây phút là em thua rồi đó. Bởi vì không bây giờ mấy chị trúng game em không biết đường đâu mà rò luôn nè. Mấy chị trúng game không biết đường đâu mà rò luôn. 8 cho chị Vana. Chị sợ trên tay bót đó. Không, chứ em đi lỡ nó gì giờ mạnh á. Lỡ sai nó, lỡ nó đâu.
chín cho chị Vana ạ. Chín ạ. Chín cho chị Vana. 10 cho chị Vana ạ. 10 ạ. 10 lần thứ nhất cho chị Vana nha. Comment nặng lắm, không thấy được cái gì hết trơn, mấy chị thiệt luôn á. Em nói thật sự mấy chị, trên tê bót nó còn, chứ còn quỷ trên cái quỷ comment này là không thấy luôn á. 10 lần thứ hai chị Vana nha. 10 lần thứ ba chị Vana ạ. Còn không thấy nha. Không thấy nha, mấy chị nó ẩn thua luôn á. Mấy chờ mấy chị chúng game mà thật sự. Bây giờ kiếm mà tên mấy chị cũng có nữa đó. Rồi, em quay lại cập nhật lần thứ hai. Cập nhật lại lần thứ hai cho mấy chị nha. Cập nhật lại lần thứ hai cho mình. Quay tặng cho chậu kiếm vàng. Đây chị nắm hương, em có được khoảng 20 chậu kiếm vàng thôi. Có 150 cây, giá rất là rẻ mấy chị luôn á. Em quay nha. Em nói rồi đó, bây giờ là hên xui đó nghe mấy chị. Facebook nó ẩn rồi, nó ẩn rồi đó. Facebook là nó ẩn rồi đó. Nên là hên xui đó nghe, giờ không biết đường đâu rỡ. Em cập nhật là quay lần thứ hai cho mấy chị. Nên là cố gắng nha, mấy chị comment nhiều nhiều. Rồi đó, coi như là lễ chứ. Giờ mới thấy chị Vana hả? Đang làm việc thôi, trễ rồi. Không phải loại tem nghe chị Vana. Thấy chưa? Chị đừng bao giờ chị nói là chị chưa trúng game anh Yến lần nào nha. Nghe. Chị đã thấy gì chưa? Em kêu chị muốn nát cái cổ họng em luôn á chị Vana. Thôi thì nhường phần quà khác cho khách nha. Em quay lại lần thứ hai. Mấy chị cố gắng comment nhiều nhiều mấy chị. Thật sự Facebook nó ẩn rất là nhiều, nó lọc. Nó hạn chế tương tác cực kỳ. Nên nó làm mấy chị cố gắng đi. Cố gắng nha. Là có sớm nha mấy chị, để em đọc tên cho mấy chị cho nó dễ. Mấy chị là có sớm để em đọc tên cho nó dễ chứ không gì hết trơn á. Cho mấy em cũng muốn mấy chị nhanh nha. Trúng game nhanh nhanh nè. Trúng game nhanh nhanh em lên em bán cho mấy chị nè. Tường với vụ xém trúng. Chị Trang Quỳnh ạ. Trang Quỳnh có thì là có giúp em nha. Chị Trang Quỳnh avatar anh em bé. Một cho chị Trang Quỳnh ạ. Hai chị Trang Quỳnh nha. Em mau ra em vô cái Facebook em coi nha mấy chị. Hai chị Trang Quỳnh ạ. Chị Trang Quỳnh có là có giúp em nha. Ba chị Trang Quỳnh hả? Ba. Bốn cho chị Trang Quỳnh ạ. Ai lấy tên kéo ra giùm em luôn nha mấy chị. Năm cho chị Trang Quỳnh ạ. Sáu cho chị Trang Quỳnh ạ. Bảy ạ. Tám cho chị Trang Quỳnh nha. Tám chị Trang Quỳnh, em thốt ra em vô lại liên tục đó mấy chị. Chín ạ. Mười ạ. Chị Trang Quỳnh có là có giúp em nha. Mười lần thứ nhất ạ. Mười lần thứ hai. Mười lần thứ ba. Ai cũng chơi quà của em hết trơn luôn anh Võ Tấn Đạt ơi. Không có cái thấy nữa nghe. Bây giờ chỉnh lại quay cho 30 giây nè. Mình hên xui trong 30 giây nha. Em chỉnh lại cho mấy chị là quay 30 giây nha mấy chị. Hoặc em là tặng cho mấy chị một cái chậu kiếm vàng. Hàng này em để nguyên tép, không có tép kép nha. Không có tép tép, để nguyên. Có chưa? Có mà thấy tên không? Giờ sao loi tên chỉ ra? Chỉ có comment rồi đó mấy chị. Chỉ có comment nó có lâu rồi nè. Chỉ có comment 1 phút trước, 2 phút trước rồi. Trang Quỳnh có rồi nè. Mà giờ không loi tên ra được luôn. Trang Quỳnh có nè mấy chị.
chỉ là có 2 phút trước rồi. Là có 2 phút trước rồi nha. Mà bây giờ làm sao kéo tên ra đây? Làm sao kéo tên ra? Trang Quỳnh ơi, comment nhiều nhiều mém ấy. Trời ơi, thiệt mấy chị thấy là thua luôn. Phải không? Bây giờ mà thấy được comment là thua luôn, mấy chị thua luôn. Hệ thống máy. À, có rồi đó nhưng mà không có thấy được Facebook mà để kéo tên ra. Vô dòng thời gian. Dạ có rồi, ok mấy chị. Để em vô có chia sẻ không nha. Chưa kịp đúng điếm luôn hả? Facebook giờ này kỳ của anh Trí ơi. Anh Minh Trí ơi. Rồi nè, thấy rồi nè. Bây giờ mới vô. Rồi vô, ai vô giùm em có chia sẻ không? Quay cho coi nha, quay cho toàn bộ khách coi. Trang Quỳnh không có chia sẻ. Mấy chị chê qua game của em rồi đó. Đây. Không có chia sẻ. Không có chia sẻ nghe mấy chị. Không phải chị không có chia sẻ nha. Không có chia sẻ nghe chứ không phải là em không muốn tặng nha. Chị không có chia sẻ nghe. Thôi bây giờ quay em. Quay 30 giây. Em quay 30 giây cho nè. Quay 30 giây cho nó nhanh nha. Và không ưu tiên ai hết trơn á. Anh chị nào nhìn kỹ giùm em nha. Hai cái dấu tích này là hai cái dấu tích không chia, không có ưu tiên. Rồi quay game nha, 30 giây thôi. Tranh thủ cho mấy chị nè. Rồi game tặng cho mấy chị một cái chậu kiếm vàng. Nó mấy chị chia sẻ đi game em đơn giản lắm mấy chị. Chia sẻ chế độ công khai giúp em anh dòng thời gian giùm em nha. Công khai là có sớm em mấy chị năn nỉ luôn á. Hồi Facebook nặng dữ lắm. Nặng dữ lắm ẩn mấy chị. Thấy không? Lôi tên ra cho mấy chị nó lâu dữ lắm. Giờ tặng game cho mấy chị cũng là một điều khó khăn. Chị Bánh Kem Tú Trinh trúng game. Ồ. Bây giờ nghe chị Bánh Kem Tú Trinh. Rồi đừng bao giờ nói là chị chưa trúng game em lần nào nha. Bánh Kem Tú Trinh trúng game ạ. À. Em đếm từ 1 đến 10 nè. 1 cho chị Bánh Kem Tú Trinh nha. 2 cho chị Bánh Kem Tú Trinh. Nè bây giờ mới dễ thấy tin nhắn của vậy chị chơi. Do chị comment nhiều nên dễ thấy lắm. Rồi có chia sẻ công khai. Trời cái mặt mình nổi chạch luôn á trời. Có chia sẻ công khai 22 phút trước phiếu game mập lại. Chùi cha mẹ ơi, chơi game cái nửa tiếng đồng hồ luôn. Chơi game cái là nửa tiếng đồng hồ luôn á. Tặng chị Bánh Kem Tức Rinh cái chậu kiếm vàng này cho mình nha. Rồi đó. Chưa trúng lại, bây giờ đã trúng rồi đó nha. Em lên cho mấy chị kiếm vàng luôn. Kiếm vàng em bán cho mấy chị chỉ có 150 một chậu kiếm vàng thôi. Thoát ra vô lại. Kiếm vàng là chỉ có 150 một chậu cho mấy chị. Và là chuẩn kiếm vàng. Chuẩn kiếm vàng nha. Em cũng nói ít lắm mấy chị. Đáng ra có lô này em không có bán kiếm cho mấy chị nữa. Tại kiếm này cái giá rất là cao rồi. Kiếm vàng này giờ những cái dòng kiếm lá cứng. Bây giờ nó lên giá rất là cao rồi. Kiếm vàng lá cứng và lá ngắn cho mấy chị bản cứng dày. Thì cái giá rất là cao. Và cái thường á, em để nguyên tép cho mấy chị. Em có tắp tép cho cô con chốc mà hàng cho cô Nguyễn Nhiên nha. Nguyễn Nhiên một chậu kiếm cho cô nè. Cô nhìn nghe, con có tắp tép để nguyên luôn á cô. 150 chậu kiếm. Có được cỡ 20 chậu kiếm vàng mấy chị. Mấy chị mua đi. Giá rất là rẻ luôn á. Em lên cho chị Nguyễn Dung một chậu kiếm nha. Nguyễn Dung một chậu kiếm cho mình. Nhớ giùm em là để nguyên bụi không có tấp tép cho mấy chị. 150 à. 150 một bụi kiếm cho mình nha. Kiếm vàng nha mấy chị. Nguyễn Dung một bụi. Số 35. Nguyễn Dung một bụi kiếm cho mình ạ. À. Trời Phương Hoài. Mình comment chữ gọi nhìn mới kéo dài dữ vậy. 150.000 một chậu kiếm vàng nha mấy chị. Nói chung là giờ mấy chị tin tưởng mua. Chứ chốt cho Hằng Nguyễn một cây nè. Chứ nhiều khi nói rẻ mấy chị lại nói nữa. Cũng khổ tao dữ lắm mấy chị. Hoàng Nguyễn nó thông tin giúp em nha. 150 một chậu kiếm vàng ạ. À.
Đây, kiếm vàng chuẩn cho mấy chị. Và để nguyên tép nha. Em không có tách cho mấy chị, để nguyên 150 một cây kiếm vàng thôi. Nhớ giùm em nha. Kiếm vàng này là kiếm lá cứng cho mấy chị. Em cho một bông coi. Để em cho mấy chị coi mặt bông của hoa kiếm nè. Kiếm vàng này á, được cái á, là chuẩn hoa kiếm cho mấy chị. Chỉ là cái nhị nó không biết màu gì thôi, tại vì nó lai ra giữa, lai giữa hai mặt hoa cho mấy chị. Nhưng hai mặt ba, khi mặt ba bông bố và một bông mẹ cho mấy chị, thì mặt bông khi mà cái thế hệ hai của nó thì là chuẩn kiếm vàng cho mình 100%. Chỉ là không biết cái lưỡi nó như thế nào thôi. Đây là mặt bông của kiếm vàng cho mấy chị nha. Giá chỉ có 150 một chậu, size lớn cho mình luôn. Nhà kiếm bằng lá không có nụ như chị Trần Thiên Nga ơi. Mấy chị coi nha, đây là mặt bông của nó nha. Kiếm vàng, lá cứng và hoa thơm cho mấy chị. Kiếm này lá bằng ngắn lắm, nên là kiếm có giá. Cha chị Quỳnh Như Quỳnh là collagen một chậu kiếm cho mình 150 ạ. Có được khoảng 20 cây kiếm thôi nha mấy chị ơi. Chanh Tuấn Lành một chậu kiếm đẹp cho Tuấn Lành nè, em cảm ơn ạ. 150 một cây thôi, anh chị nào chơi đi. Chứ cái kiếm này á, em không có, em cũng không có nói tách gì mấy chị. Giá thị trường 450-500 ngàn một cây kiếm. Cho chị Nấm Hương một cây kiếm với chị Nấm Hương ạ. Nấm Hương một cây kiếm chị Nấm Hương nha, 150. Em để nguyên tép không có tách tép. Bữa anh Phạm Công Hoàng cứ mua chậu với chị Nấm Hương. 150 một cây kiếm vàng cho mấy chị. Có mấy cây mấy chị. Lâu này em không còn sức bán nữa, tại vườn gửi lên nên em cầm bán mấy chị nè. Chứ lâu này em không còn sức bán nữa. Cái giá kiếm này rất là đắt luôn. Cho chị Hạ Trắng một cây kiếm vàng, Hạ Trắng 150 một cây kiếm nha. Cho chị Minh Tâm một cây kiếm vàng, chị Minh Tâm em cảm ơn ạ, 150. 150 ngàn một chậu kiếm nha mấy chị. Ok, chị Quỳnh Như Quỳnh collagen có rồi. Chị cho em cái địa chỉ nha chị ơi. 150 một chậu kiếm luôn nha mấy chị, 150. Để nguyên bộ cho mấy chị không có tách tép. Người ta tách rồi còn có giá nữa đó. Người ta tách ra tép còn có giá nữa thôi, mà không có thời gian làm tách. Cho Huỳnh Công Nguyên một cặp kiếm cho anh Huỳnh Công Nguyên ạ. Huỳnh Công Nguyên một cặp kiếm cho mình nè. Em bán mấy chị có 150 cây à. Nói chung là cái giá nhẹ nhàng tự tốn luôn cho mấy chị trước giờ. Thầy bán để cầm được cái cây kiếm vàng 150 cho mấy chị. Nhà vườn họ cũng cân nhắc và bán ra cho mấy chị. Chứ thật sự nha, 300-400-500 ngàn. Cái giá của nó rất là đắt luôn. Cho chị Hậu Nguyễn một cây kiếm vàng cho mình 150 à. Không, đỡ đây mấy bữa đi chị Nguyễn Kiều ơi. Không, đỡ đây mấy bữa đi. Kiếm vàng 150 nha. Để nguyên bùi này cho mấy chị luôn. Chốt kiếm thì chốt cùng em 150 ngàn một chậu kiếm vàng. 150 nha. Để nguyên tép luôn cho mấy chị không có tách ra. Cho chị Trần Ngọc một buổi kiếm em cảm ơn ạ. Giá thể phổ thông á chị Cười Mỉm ơi. Ship đăng ký tính tiền. Một chậu này chất phí có 35 ngàn tiền ship tối thiểu. Tiền mức ship thấp nhất của một đơn hàng là phí 35 ngàn mấy chị. Đây kiếm này giá thể bằng vỏ thông. Có chậu trồng vỏ thông, có chậu trồng than. 150 cây kiếm nha. Còn được 10 chậu nữa. 10 chậu nữa cho mấy chị giác được 10 chậu nữa. Chốt kiếm chốt ngay 150 nha. Mặt hoa kiếm như thế này đây. Em cho coi mặt bông kiếm. Đây là một bông cha, một bông mẹ của nó. Lai ra thế hệ F1 cho mấy chị là chuẩn kiếm vàng cho mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, lưỡi của nó nha mấy chị coi cái lưỡi nè. Chỉ là không biết khi lai ra không biết cái lưỡi nó màu thế nào thôi. Còn riêng cái cánh của nó sẽ chuẩn kiếm vàng cho mấy chị 100%. Kiếm hoa thơm và giá trị rất là cao. Đặc biệt là những dòng kiếm lá ngắn á, kiếm lá cứng thì giá trị cao lắm mấy chị. Còn những kiếm mà bản lá dài á, cái giá trị nó sẽ thấp hơn một chút. Thấp hơn. Có ship qua Gò Vấp á chị Hoàng Chi ơi. Lon quả hồng một cây. Nếu mà chị không rơi vào khu vực Công Tỏ. Cho anh Tân Trần một chậu kiếm vàng cho anh Tân Trần à. 150 một chậu kiếm nha. 150 một chậu kiếm vàng. Quay niêm hôm nay mà không có hàng à. 150 nha. Anh chị nào chốt kiếm vàng chốt em 150. Hôm nay em có sato trắng cho mấy chị. Hàng này là hàng 180 cây, bán với chị 100 ngàn cây nè. Bán với chị 100 ngàn. Xíu hôm nay coi cái cây sato. Cây chậu Sapphire 20 bán chị 100 ngàn. Bán cho mấy chị là bán kiểu bán chạy dịch luôn á, chứ không nói là gì luôn nha. Bác em bao cái giá thị trường cho mấy chị. Kiếm vàng này cho chị Loan Bi Bao Phạm Hải Dương khoảng tầm 3-4 ngày nha. Và kiếm cứ để gì về treo lên luôn nha chị Trần Ngọc. Không có còn hai giới thể nữa đó. Cho chị Hạ Trắng thêm một cây.
Bốc ráp được anh Minh Trần. Bốc ráp được anh. 42, 40. Minh Trần một cây nè. Anh chị nào qua cửa hàng em lấy thì đều có trang. Còn ông thì em bốc ráp cho mấy chị vẫn được bình thường nha. Còn có được có mấy cây kiếm mấy chị nào chốt nốt em đi, có 150 một cây à. Anh Minh Trần liền kiếm nè. Rủ anh ship của anh về chơi kiếm đây. Giá đắt lắm anh Minh Trần. 150 cho kiếm này. Anh chị nào có chốt kiếm vàng chốt 150 giúp em. Xong em lên cho mấy chị cái cây Sato. Em bao giá rường mấy chị luôn á. Chị Long Bi Bao Phạm lên thông tin giúp em nha. Chị Long Bi Bao Phạm ơi, khách mới giúp em nha. Màu bông của nó là màu bông trong năm, tùy theo cái chế độ chăm sóc của mấy chị. Cây trưởng thành đặt bông thì sẽ cho hoa. Sato nãy em nói tính nói gì quên mất tiêu rồi. Sato giá bao giá cho mấy chị chỉ có 100.000 một cây Sato thôi. Chậu size phi 12 size lớn thế này nè. Có em bán cho mấy chị coi nó có rẻ không nha. Phí ship một chậu thế này là khoảng 35.000. Nói chung là phí ship thấp nhất của một đơn hàng tối thiểu là 35.000 tiền ship nha mấy chị. Mức thấp nhất của một đơn hàng là 35.000 tiền ship. Còn giống như là mấy chị mua nhiều á, mua nhiều bắt buộc phải cân ký là quy ra tiền ship nha. Chứ đừng nói em mua 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây mà đi đọt kêu đòi tiền ship 35.000 là không có nha mấy chị. Tiền ship là cân ký tính tiền. Em không biết mấy chị mua đơn hàng nhiều ít, nói chung là quy ra tiền phí ship cho mấy chị. Cuối ngày bên em tiết báo chính xác tiền phí cho mấy chị nha. Anh chị nào có chốt kiếm thì chốt giùm em 150 một chậu kiếm. 150.000 một chậu kiếm vàng nha. Còn được ít cây kiếm vàng nữa cho anh chị có chốt chứ. Hôm nay không có hồ điệp màu mới về chị. Xe nó cũng hạn chế rồi. Để em lên cho mấy chị cây Sato. Cây Sato này là xa Hawaii Sato cho mấy chị. Dòng hoa thơm cho mình. Đây. Cây chậu size lớn như thế này cho mấy chị. Size phi 20. Hàng này là 180 một cây cho mấy chị. Thường tụi em bán cho mấy chị thường mức giá 150 một cây á. Giờ bán cho mấy chị 100.000 một cây Sato. Giá bao cạnh tranh. Cây lớn cho mấy chị vàng size phi 20. Cây thắt ngọn, củ lớn và chuẩn bị làm bông cho mình. Sato này chỉ có mức giá 100.000 một chậu. Nhớ mấy chị chốt mà phải gộp đơn tìm giùm em thì em mới đi đơn được cho mấy chị. Sato này 100.000 một chậu, luôn kể cả cái chậu luôn cho mấy chị nha. Hàng size lớn phi 20. Hàng size lớn phi 20 để em lấy mặt bông Sato cho mấy chị coi. Dòng này Damori có hàng ạ. Nè Sato một cây cho chị Long Bi Bao Phạm. Chậu lớn cái này có 100.000 mấy chị coi rẻ đúng không? Dạ đúng rồi, Sato hoa trắng. Sato hoa trắng nha. Để lấy cái mặt bông Sato cho mấy chị coi. Sato là dòng đen nắng thơm cho mấy chị. Nó thuộc họ đen Indo. Dòng đen rô nắng Indo cho mấy chị. Bông là trắng tinh khiết. Hoa của nó là hoa chùm kéo dài cho mình. Làm bụi, thân cụ nó giống như là cây lăng kiều của mình vậy đó. Thân to. Giá của nó là 180.000 một cây. Bán mấy chị 100.000 một cây Sato. Nhớ là chốt thêm đơn giúp em để đủ đơn 200.000 đi đơn cho mấy chị. Chỉ có 100.000 một cây Sato. Và giá này là em bao giá thị trường cho mấy chị. Chỗ nào mà cây như thế này rẻ hơn, mấy chị chỗ nào mà rẻ hơn cho mấy chị, em thu hồi hết lại 100% luôn. Chỗ nhà vườn nào bán cho mấy chị cây Sato lớn như thế này, chậu size phi 20 như thế này luôn chậu cho mấy chị. Giá 100.000 một cây, em mua hết về cho mấy chị luôn. Nói lớn cỡ đó đó. Một cây kiếm vàng cho chị Anh Quang Nguyễn Nguyễn 150. Cho chị Bích Lê một cây Sato cao. Bích Lê một cây Sato cao. Chị Bích Lê chỉ có 100.000 một cây thôi. Bích Lê một cây. Cười mỉm một cây Sato cho cười mỉm. Nhớ là 5 giờ bốc ráp nha. Cười mỉm. Cười mỉm một cây. Chỉ có 100.000 một cây Sato cho mấy chị à. Cho cô Nguyễn Nghiên một cây Sato cho cô Nguyễn Nghiên. Ngọn hết trơn rồi nghe. Nguyễn Nghiên một cây. 100.000 một cây. Cho Thanh Nguyễn hai cây Sato cho Thanh Nguyễn. Cây lớn hết rồi mấy chị, không có cây nhỏ đâu mấy chị cứ yên tâm. Đây. Thanh Nguyễn hai cây Sato cho mình ạ. À. Chị mua đúng rồi. Cái giá chạy dịch đó chị Từ Hiển. Giá 180 một cây không đó mấy chị. Đúng chị Từ Hiển mua biết mà. Giá em bán mấy chị 180 một cây không mà mấy chị. À, cho chị Kiều Nga một cây kiếm một cây Damori. Dạ. Một cây cho chú Sang Phan chị. Một cây kiếm cho chị Kiều Nga một cây Damori. Kiều Nga 53. Cây Damori này nè. Cây Damori đẹp luôn cho mình nha. Đang có mắc u em để
Cây này để cho mấy 220 một cây. Em để cho 190 luôn á nha. Nói cho chị Kiều Nga nè. 53. Chị Từ Hiển mua giá 180 là đúng mà, giá của nó là 180 mà. À, nay ở nhà cây đẹp lắm hả? Cảm ơn anh Trần. Cho chị Khánh Mai một cây nè. Khánh Mai một cây sa tô 100.000 chị Khánh Mai nè. Cây lớn giúp em và chậu size P20. Hạ Trắng gửi về địa chỉ nhiều BT đúng không? Ok chị. Cho Tân Trần một cây sa tô 100.000. Giá này em bao giá thị trường, chỗ nào bán rẻ hơn em thu mua lại cho mấy chị luôn. Không có nhà vườn nào có được cây lớn ở này cho mấy chị đâu. Em nói thật, có là chỉ có cây nhỏ cho mấy chị. Có cây nhỏ cỡ này và size phi nhỏ cho mấy chị thì có. Còn size lớn là không có nha. Ok, Thanh Nguyễn có thông tin nè. Sato này là cái dòng Den Indo, dòng bông trắng tinh khiết cho mấy chị vò thơm. Hoa nó kéo dài khoảng 2 tháng cho mình. Bông của nó khá là bền và kéo dài chuỗi lớn. Bông Sato nó làm chung là bông màu trắng tinh luôn cho mấy chị á. Damori là trắng lưỡi cam nha chị Kiều Nga. Kiếm tăng cao à? Cây nó như vậy đó chị Minh Tăng, cao hơn thì không có. Kiếm là kiếm lá ngắn. Damori hoa thường xuyên luôn á. Bông quanh năm, 220 một cây á. Em bán có 190 cây Damori à. Sato này là 100.000 một cây Sato nha. Cây lớn thế này nha mấy chị. Hàng này mấy chị mua là 180 một cây á. Anh chị nào chốt Sato chốt mà em nha. Đây nè Sato nè chị Nữ Như Nhi. Tên đầy đủ của nó là Dendro Wairai Sato, dòng Den Indo cho mấy chị nha. Đây là mặt hoa của cái cây Sato cho mấy chị. Nhìn thấy nhỏ chứ bông nó lớn nha mấy chị, lưu ý đợi xíu nha mấy chị. Đây, mấy chị nhìn mặt bông nhỏ chứ nó không hề nhỏ cho mấy chị. Đây mấy chị coi nè, bông lớn nha, cứ không có nhỏ cho mấy chị nha. Em chụp cận cảnh cho mấy chị coi cái bông của nó. Bông lớn chứ không hề nhỏ cho mình. Nó cũng đã có bông thực tế nó nở ra tại cửa hàng rồi. Cây Sato này hoa thơm dữ lắm nha mấy chị ơi. Đây, tên đầy đủ của nó nha mấy chị. Wairai Sato, dòng bông trắng tinh khiết cho mấy chị. Hoa nó kéo dài cho mình. Độ bền bông cỡ trên 2 tháng cho mấy chị. Phải chu kỳ làm bông thì quanh năm. Không có trắng lưỡi đỏ nha chị Kiều Nga ơi. 100.000 một cây Sato. Cây hàng cây lớn cho mấy chị nha. Và luôn cả xe chậu như thế này cho mình. Chỉ có 100.000 một cây Sato thôi. Trắng lưỡi đỏ mà không có hàng đâu. Lamori đa phần còn trắng lưỡi cam cho mấy chị thôi. Cây là cây thân cao luôn nghe mấy chị. Chốt cây Sato này chốt 100.000 dùm em nha. Nhớ mấy chị nào chốt đơn 100.000 á thì cố gắng chốt thêm đơn để đủ đơn đi hàng nha. Em cho mấy chị coi cây nè. Cây là cây thác ngọn. Ở bên đây đang nước nè. Bên đây đang nước vòi cho mấy chị nè. Bên đây đang nước vòi nữa nè mấy chị. Cây Sato này là 100.000 nha. Anh chị nào có chốt Sato chốt 100.000 dùm em, cây lớn dùm em. Cây lớn nha mấy chị. Hàng size P20 chứ không phải là size P12 nha. 100.000 cái chậu Sato này. Anh chị nào có chốt Sato chốt em 100.000. Cây lớn, cao, đẹp và khá là lập. Em còn được mấy cây kiếm nữa đó mấy chị. Chị nào có lấy kiếm lấy nha. Anh Quang Nguyễn ơi, lên cái địa chỉ giúp em nha. Mình có chốt một cây kiếm lên địa chỉ giúp em nha. Một cây Sato chị Nguyễn Dung mà em cảm ơn à. 100.000 một cây Sato nha mấy chị, 100.000. Anh chị nào có chốt Sato chốt em 100.000 à. Cho chị Hiền hai cây Sato chị Hiền à. Hiền Nguyễn hai cây Sato cho mình à. Cây hơi đỏ phía sau là cây hồng binh đó chị Nấm Hương. Cây xe sao hồng binh đó. Một trăm ngàn một cây Sato nha. Anh chị nào có chốt Sato chốt 100.000 nhà em cây lớn nha mấy chị. 100.000 à. Giá này đi rẻ chưa lắm nha mấy chị. Tính ra mấy chị chỉ mua được cái cây này có 80.000 thôi. Tại cái chậu này đã mất 20.000 rồi. Chưa tính tiền công ghép nữa. Cho chị Hoa Vạm một cây Damori chị Hoa Vạm nè. Hàng Sato này chuẩn bị làm bông hết cho mấy chị nha. Chỉ có 100.000 một cây Sato nè. Cho chị Phương Ngọc hai cây Sato chị Phương Ngọc nha. Em cảm ơn ạ. Đây cây Damori này em để cho chị nè, 190 luôn nha.
rồi tới 57. Phương Ngọc hai cây sa tô. Cây sa tô này là 100 ngàn cho mấy chị, cây lớn luôn. Đi một cặp thì quá rẻ. Thật sự mấy chị mua một cây. Bây giờ mấy chị mua hai cây bằng một cái cây tại điểm kia em bán mấy chị. Cái giá này em bao giá rẻ nhất thị trường cho mấy chị. Cho mấy chị coi là mật bông của sa tô nha. Sa tô này là dòng đen nắng Indo cho mấy chị. Dòng này là hoa thơm, bông trắng tinh khiết. Bông trắng tinh khiết nha mấy chị. Đây là mấy chị coi mật bông của sa tô đây. Bông bung cánh rất là đẹp cho mình. Chỉ có 100 ngàn một cây thôi. 100 ngàn một cây sa tô cho mấy chị thôi nha. Bông cánh nó cực kỳ lớn cho mấy chị và rất là thơm. Cây nắng sa tô cho mấy chị. Nó thuộc họ Indo nha. Cây là cây giống thuộc họ Indo cho mấy chị á. Chỉ có 100 ngàn một cây sa tô cho mấy chị nha. Cây này thắt ngọn và chuẩn bị làm đầu bông hết rồi. Cây lớn cho mấy chị, thân cụ lớn hết rồi nha mấy chị. Em mới vừa đưa bông cho mấy chị coi rồi đó nha. 100 ngàn một cây sa tô à. Anh chị 100 ngàn. Nhớ là giùm em nghe mấy chị chốt một cây á. Xíu phải chốt gặp đơn mà em đủ đơn mới đi hàng cho mấy chị nha. Hôm nay có bà Liễu cho mấy chị nữa. Mà bà Liễu chậu nhỏ nha. Nhưng mà chậu này là chậu trăm mấy. Có vơi nhỏ. Hàng size V20 á mấy chị. Bà Liễu hàng size V20 á. Cây sa tô này là 100 ngàn một cây nha. Anh chị nào có chốt sa tô chốt giùm em. Luôn kể cả cái chậu lớn này cho mấy chị luôn. 100 ngàn một cây sa tô. Có chốt sa tô chốt giùm em nha. Đi một cặp về chép cho nó đẹp. Còn không á thì để cây cũng được. Và nhớ chốt thêm đơn giùm em cho đủ đơn đi hàng nha. Cây sa tô 100 ngàn ạ. Anh chị nào lấy sa tô lấy nha. Để em lên cho mấy chị cây bà Liễu nè. Bà Liễu hôm nay có hàng cho mấy chị. Bà Liễu chậu lớn luôn. Giá cực rẻ. Bà Liễu đó mấy gốc chưa? Bà Liễu có 180 một cây bà Liễu mấy chị. Bà Liễu này có 180 một cây bà Liễu nè. Để em lên bà Liễu cho mấy chị coi nha. Cho Hậu Di một cây sa tô cho Hậu Di à. Nhớ chốt thêm đơn giùm em mấy chị Hậu Di. 100 ngàn một cây sa tô nha. Sa tô này là dòng hoa trắng. Thơm cho mấy chị, giống mới đó. Thị trường chưa có cây lớn thế này đâu. Phía sau nó đâu phải màu đỏ. Bên nó là bên hồng mà đâu phải đỏ đâu chị Nấm Hương. Em lấy cho coi. Lấy cây bên hồng đấy chị. Cho Sâm Nguyễn một cây Damori cho Sâm Nguyễn. Cây bên hồng rồi nè. Cây này chị lấy đi em để cho chị 130. 130 luôn nha. Cây sa bên hồng 130 cây này nha. Em lấy cây Damori nhú vòi này em để cho Sâm Nguyễn nha. 190 nha. 190 giùm em nha. 200 mai để mấy chị 190 luôn á. Em lên bà Liễu luôn cho mấy chị nè. Bà Liễu. Bà Liễu này là 180 một cây. Em bán mấy chị 170 luôn nha. 170 một cây luôn nha mấy chị, rất là rẻ. Có được mấy cây bà Liễu xưa hoa thơm cho mấy chị thôi. Giá này cực kỳ rẻ cho mấy chị rồi đó. 170 một cây bà Liễu nha. Có mấy cây à? Anh chị nào có chốt Liễu chốt 170 giùm em bà Liễu xưa hoa thơm giùm em nha. Giờ giá bà Liễu cực kỳ khang đó mấy chị. Giá bà Liễu cực kỳ khang. 170 ngàn cây bà Liễu. Hồ điệp một xíu em lên sao chị Liên Ngọc ơi. Bây giờ em lên hàng nắng trước nha. Mấy chị đều hồ điệp em lên sao cho mấy chị nha. Bà Liễu chỉ có giá là 170 một cây Liễu. Liễu rất là rẻ luôn cho mấy chị luôn. Liễu này 170 cho chị Bảo Diệp. Anh chị nào mua mấy chị biết giá liền à. Chốt cây kiếm vàng cho chị anh Nguyễn Văn Thế à. Mấy chị mua ổng dưới 250 cây liễu thế này nè. Huỳnh Văn Tế một cây kiếm vàng cho anh Huỳnh Văn Tế 150 nha. Em mới đọc mấy chị kiếm cái cây bà Liễu này mua mấy chị mua được giá 170 cũng là chát. Cũng là khó kiếm nha mấy chị. Bà Liễu 170 nha. Tại vì ôi bán rẻ cho mấy chị chứ đúng rồi. Chứ bà Liễu đâm nó thật sự mấy chị đi mấy nhà vườn đâu có. Đâu có. Em nói thật hàng vườn trồng thuần nó mới giá có rẻ rẻ này cho mấy chị thật sự nha. Em nói chật em cầm nhập cái cây này về. Không dưới 250 ngàn một cây bà Liễu cho mấy chị đâu. 150 một cây bà Liễu nghe Liễu này rõ thuần cho mấy chị luôn rồi đó. Em cho mấy chị coi mặt hoa của bà Liễu.
Trời ơi, em nói nha, vô cái chậu em anh ấy, anh chị nào đi mua đi chị, anh chị nào dân, anh chị nào dân buôn lan, có mấy chị nhìn cái cây này em bán mấy chị có rẻ không, vô chậu sẵn gì là quá rẻ chị Cam Lý. Em nói thật, cây bà liễu này em bán có 170 cây nha, tại hàng vườn em trồng tuần cho mấy chị mới có giá này nè. Chứ thật sự em cũng, em nói thật nha, nếu mà nhập vườn khác về cây không dưới 250 cây đâu. Cái giá này nè, cái giá em bán cho mấy chị nha, 170 ngàn một cây, chưa bằng cái giá nhập sĩ vô đâu mấy chị, chưa bằng cái giá nhập sĩ đâu. Trên rết hết rồi chị Thương Mười ơi, cho chị Kim Anh, Kim Anh ba cây bà liễu à, cây hàng lá, cái cây này chị Nghi Trang ơi, em không cần quan tâm nó có bông đâu chị. Cái cây này mấy chị chăm khoảng tháng nữa là mấy chị thấy cây nó phát rất là cao. Cái thứ nhất, cái thứ hai đi bông sao cho mình. Đây tới Tết làm bông cho mấy chị là khỏi chê luôn nha. Kim Anh ba cây bà liễu. Hàng vườn thuần em mới bán cho mấy chị mới giá 170 nè. Hàng này em bao giá thị trường mấy chị. Kể cả cây Sato em cầm bán mấy chị 100 ngàn là mấy chị biết rồi đó. Đây, đây này Kim Anh ba cây bà liễu cho mình nha. Cho Hậu Nguyễn một cây Sato trắng cho mình nè. Sato chỉ có 100 ngàn một cây chậu lớn nha. Nè, Sato chậu lớn 100 ngàn. Có vàng ly đỏ một xíu em lên cho. Bà liễu có 170 một cây nha mấy chị. Bà liễu em nói thật sự mấy chị, tại vườn em nói thật em còn bán mấy chị 180 mà. Di chuyển lên đây bán mấy chị có 170 là mấy chị biết rồi. Không phải là cái cây nó mất giá trị đâu. Bà liễu không phải là cái cây nó mất giá trị đâu nha mấy chị. Tại là tự bán rẻ cho mấy chị thôi. Thôi 43. Hậu Nguyễn Sato 43. Kim Anh là ba cây bà liễu mà. Chị em hỏi chị là ba cây đó. Ờ, ba cây. 65 là ba cây, 65 ba cây. Cái lá lộn là cái gì? Cái đó 43 đó, cái cây này nè. À, chị Nghi Trang ơi, nó báo phí chưa? Nếu mà đã báo phí thì đã đi đơn rồi đó nghe chị. À, hình như đơn của chị Nghi Trang đi rồi. Đi hôm qua rồi nha. Mình đến lấy cũng được. Mình đến lấy không, không cần gọi đâu. Lúc mà tụi em có đây thì chị không cần gọi đâu chị. 170 một cây liễu nha mấy chị. Chốt mà liễu chốt 170 giùm em. Giá là rẻ lắm mấy chị. Cái này là vô chậu trồng sẵn. Cái này là rẻ lắm, bà liễu của mình đó, Trung Bắc bà liễu xưa nha. Dạ cây, cây hàng lá nghe chị. Cây hàng lá luôn nghe chị Hằng Hằng Ngoan ơi. Nè, vô chậu thế này là giá rẻ cho mấy chị vô lắm rồi đó. Ok chú Thương Mười. Thương Mười ba cây bà liễu nè. Đều cho cô nha. Em bán có 170 cây à. Nên là mấy chị nhìn cái cây mấy chị biết. Kể cả cách e cách buôn lan mấy chị nhìn vô. Vô chậu cái này là rẻ lắm rồi đó. Nè cho cô Thương Mười ba cây bà liễu cho cô Thương Mười nha. Có 170 cây nha mấy chị. Bà liễu xưa của mình đó mấy chị ơi. Em nói là nếu mà nhập vườn, nhập vườn khác về giá không dưới 250 cây đâu. 250 cây liễu cho mấy chị đâu. Bán rất là rẻ đó. Nên là khách nói, khách thương á, mấy chị nói được kêu em đừng bao ship nữa chị. Giá này rẻ chứ lắm. Không có nhà vườn nào bán cho mấy chị với mức cái giá này đâu. Đây là bà liễu xô hoa tôm nè. Cây thuần rất đẹp. Em có thơ hồng luôn nha mấy chị. Nhiều lan lắm, nhiều lan nắng lắm nha. Xíu em lên cho. Mọi thứ thì nó có ít thôi, nhưng mà đưa ra cho mấy chị cái mức giá rất là rẻ. Hôm bữa 180 đúng không? Đúng rồi. À, có thơ hồng luôn nha chị Bảo Diệp ơi. Cho chị sang bồi một cái bà liễu, chị sang bồi nè. Thân cao chị sang bồi luôn nha. Sang bồi một cây bà liễu cho mình 170 à. Anh hình ông Thế, kiếm này là kiếm lá ngắn. Kiếm lá ngắn mà anh còn kêu lá to thì em đâu có lá to rồi anh Thế. Em đang bán cho mấy chị là cái loại kiếm vàng lá ngắn và lá cứng cho mấy chị. Mấy chị chơi lan kiếm mấy chị nên phân biệt giùm em lá ngắn và lá dài nha. Lá dài em có giá trị nha mấy chị. Cho chị Mỹ Nhung một cây bà liễu cao. Cho chị Dung một cây bà liễu cao chị Nhung nha. Để một xíu nha chị Nhung ơi. Dạ ok cô Kim Anh.
cho chị Nhung một cây bà liễu cho chị Nhung nè. Chị Nhung một cây bà liễu cho mình nghe, 150 à. À dạ có. Gọi nó đi anh. Có. Cho cô chị Hoàng Ngoan một cây bà liễu cho chị Hoàng Ngoan à. Hoàng Ngoan một cây bà liễu cho mình nha. Hoàng Ngoan một cây nha, cái đọt này bình thường nha, không có bị gãy nha. Đọt này bình thường nha. Không có bị gãy. Cho chị Nghi Trang một cây bà liễu cho chị Nghi Trang à. Nghi Trang một cây bà liễu 170 nè. Có xanh cốm, có vàng mai đó chị Xanh Vững. Lấy mấy cây nắng đủ loại lên bán đi. Chỉ có 170 một cây bà liễu thôi nha. Hàng ngoan đổi cái khác hả? Chứ giường chắc lên gãy ngọn quá trời. Con cây bà liễu này đẹp ghê luôn á, mà cái cây nó gãy ngọn. Anh chị nào có chốt cái bà liễu nào nó gãy ngọn nè, bù lại cho mấy chị là cây lầm. Anh chị nào lấy liễu cái cây này nè, em để cho 160 nha. 160 cây liễu này nha mấy chị, 160 nha. Chị Hồng An ơi, em đổi lại cho chị Hồng An cây bà liễu này, chị Hồng An nha. 160 chị Hoàng An cây này nha, 170 chú Quỳnh. Cây bà liễu nó bị gãy ngọn, nhưng mà cây lùm đẹp mấy chị. 160 nha. Hoàng An lấy cây liễu gãy ngọn 160, đổi lại cây kia. Là Hoàng An đổi lại lấy cây đó chứ không lấy cây kia. Đưa cây lầm. Có này cây cao lầm nữa nè mấy chị, nó bị gãy ngọn nữa nè. Cây chắc trong cùng á. Anh chị nào lấy cây này em để cho mấy chị 160 nha. Chậu liễu này 160 nha. Cây cao nó có 2 thân được không chị Nghi Trang ơi? Nó không có quá cao chị. Cao 2 thân được không chị? 2 thân được không? Cây này 160 nha mấy chị. Anh chị nào có chốt này chốt 160 giùm em, nó bị gãy ngọn nè. Nhưng mà bù cho mấy chị là cây lầm 160.000 cây bà liễu nè. Một 60 giùm em cây liễu đi nha. Rồi em lên cho cái cây nè. Có cây lầm nữa không? Con cây này bà liễu nó rất là lầm. Anh chị nào có chốt cây bà liễu nè, em để cho mấy chị cây này 180 nha. 180.000 cây bà liễu này. Đang nhú bông bói thôi. Bông bói này em không có bảo hành bông nha. Thì cái bông nó có mấy bông mấy chị, nên là thường những cái bông này em mới ngắt bỏ. Cây bà liễu với cây lầm này cho mấy chị chốt em 180 nha. 180 nè. Chị Nghi Trang có đỏ là cây này cũng đẹp mà chị Nghi Trang. 180.000 cây liễu này nha. Để em lên cho mấy chị cái chậu là cái chậu kinh ba. Cây cao lầm đẹp luôn. Cây kinh ba nghe mấy chị, kinh ba này 160 nha. Đợi chị Nghi Trang cây 180 nè. Cây là cái kinh ba cho mấy chị cây lớn luôn, có 160 à, rẻ quá rẻ luôn nghe mấy chị. 160.000 cái chậu kinh ba. 160 nha. Còn cái bà liễu không? Lầm á. Đổi luôn. Con cây bà liễu 180 em chốt cho Phạm Vân nha. Phạm Vân lên thông tin giúp em nha. Phạm Vân để em lên cái mặt bông của kinh ba thôi. Cây này giá bao rẻ mấy chị, bông cỡ trên cỡ 3 tháng rưỡi 4 tháng mới tàn. Cây mấy chị để trực tiếp ngoài nắng cũng được thôi mấy chị ơi. Cây kinh ba nè. Cây đó em để mấy chị 160 nha. Đây em cho mấy chị gom mặt hoa của kinh ba nè. Kinh ba bông rất là đẹp. Mấy chị chơi cỡ 3 tháng rồi 4 tháng.
mưa nắng cực kỳ, mấy chị miền Bắc miền Trung gì trồng cũng được cái giống này hết trơn á, nó xuyên bông dữ lắm nha mấy chị. Đây là mặt hoa của dòng Đen Rô Nắng Kinh Ba, bông này vào mùa mưa này rất cây rất là dễ bị thối nhũng á, nên là cố gắng mấy chị á, cái hạn chế tưới nước cái thứ nhất, cái thứ hai nữa xịt ngừa thối nhũng giúp em gái nha mấy chị. Đây là mặt bông của Kinh Ba nè, em cho mấy chị coi nè. Cây là 160 và cây lầm cho mấy chị size phi 20. Cây Kinh Ba cây rất là đẹp nha mấy chị, Đen Rô Nắng Kinh Ba 160.000 luôn, cả chậu thế này cho mình luôn, 160 ạ. Thất ngọn rồi nè mấy chị coi nè, thất ngọn và chuẩn bị làm bông nha, 160.000 cái chậu Kinh Ba này. Anh chị nào có chốt Wanda hả? Wanda chắc mai mới có đó chị Long của Hồng ơi. Hàng đẹp khủng khiếp luôn á, cây em nói cây cao đó, chắc cỡ 6, nói chung là cây đẹp lắm chị, 60 đến 80 xe một cây Wanda, nói chung là cây đẹp lắm. Hôm nay về không kịp. Anh chị nào có chốt cái cây Kinh Ba chốt ngoài 160 nha, cây quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Phạm Vân khách mới lên số điện thoại để chỉ cho em với chị Phạm Vân ơi. Chưa có hàng, hổng mang là chưa có hàng luôn á chị Anh Mai Thị Học. Hổng mang là chưa có hàng, hiếm quá trời quá đất nè. Cây Kinh Ba đó anh chị nào có chốt chốt em 160 nha. Em lên luôn cho mấy chị luôn nè. Cây là cái cây hay giống cho mấy chị và cây lầm. Vừa là cây Kinh Ba và vừa là cái cây cây xanh bích cho mấy chị là xanh cớm nè. Vừa là Kinh Ba vừa là cây xanh cớm. Cây lầm như thế này cho mấy chị luôn nè. Em để cây này cho mấy chị 170 luôn nha, 170.000. Vừa là Kinh Ba vừa là xanh cớm. Chậu này là hai giống cho mấy chị một lùm, chỉ có là 170 giùm em cây này thôi. Quá đẹp luôn nghe mấy chị ơi. Chốt này chốt 170 giùm em nè. Vừa là Kinh Ba vừa là xanh cớm, 170.000 cây lầm này. Hàng size P20 cho mấy chị nha. Cây lầm đẹp quá trời đẹp luôn. Một lầm lớn cho mấy chị không luôn á. Nè em lựa cây lầm em bán mấy chị không nè. Cây có bông là cây gì á? Một trăm bảy cho chị Liên Ngọc ạ. Đây cái cây Kinh Ba này nè mấy chị, cây Kinh Ba này đang có bò bông luôn nè, cây Kinh Ba đang có bò bông luôn cho mấy chị luôn nha. Em để cho mấy chị 150 nè, 150 cây này. Giang Nguyễn á, mùa mưa mình hạn chế, mấy chị hạn chế tưới nước nhiều. Cái thứ nhất di chuyển ra nơi có nắng nhiều chút, mấy chị xịt ngừa thối nhũng giùm em nha. Tiền thối nhũng nó có 10.000 à, hoặc là anh chị nào có kèm đơn á, em tặng kèm cho cái viên đó, có 10.000 một viên thối nhũng à. Anh chị đơn nhiều nhiều em tặng kèm cho mấy chị để mấy chị về xịt nghe vào mùa mưa. Mùa mưa thì cây của mấy chị ở đâu cũng vậy trơn á. Xe rất lớn không có cô ơi. Cây này là cái cây Kinh Ba, em cây Kinh Ba đang có bồ hoa luôn nghe mấy chị. 150 cây này, anh chị nào có chốt chốt 150 giùm em cây Kinh Ba nha, luôn kể cả chậu luôn á mấy chị. Có mấy size 50.000 á, size 50 mà đủ màu lấy lên đây. Size stress chậu lớn không có đâu, có nhưng mà hết hàng rồi, cô đợi con ít hôm thì có. Chốt hầu di 150 nè. À, nói Cesaret, có Cesaret luôn nè. Có Cesaret nè. Cây Cesaret nè nha, em để cho mấy chị 150 luôn nè. Cesaret đang có bồ hoa luôn nè mấy chị. Tặng kèm chị Hằng Hồng Nguyễn Viên tối nhũng em. Chay pizza nè. Mình có pizza không ta? Xài Stunner hay hơn á. Dạ có Damori, chị Nguyễn Khánh Linh ơi. Cây Cesaret này 150 nè mấy chị, có ben soda luôn nha. Có ben soda luôn á Sen Bùi ơi. Cây là cây Cesaret 150.000 cái chậu red này, Cesaret này giùm em.
Cây này cũng tương đối nhiều thân nha mấy chị, Ceres đâu có nhiều thân đâu. Cây Ceres này bán mấy chị 150 là rẻ lắm, tầm cây này phải từ 200 ngàn lên Ceres nha. Chốt mầm tơ cũng đang lên nữa. Ceres này 150. Chốt Ceres, chốt 150 để em lấy mặt con Ceres cho coi. Chậu 160 là cây kinh ba hàng lá đó nghe chị. Chị Hậu Di ơi, mình comment là 150 mà. Mình comment là 150 gặp đơn mà. Cho mấy chị coi mặt hoa của Ceres nè. Đây là mặt bông của thằng Ceres nha. Cái chậu đó là 150. Anh chị nào có chốt chậu đó chốt 150 giúp em nha. 150 ngàn. Đang có bồ hoa luôn á mấy chị. Bồ bông bói á. Ceres thì có chuỗi bồ bông rất là dài. Vậy là chị lấy cái cây kinh ba hàng lá đúng không? Tại chị comment đó là trời, cây đó nằm đâu rồi? Ok chị Long quá không? Cây kinh ba nãy lầm xuống á. Nè đổi cây này chị Hậu Di nha, 160 ngàn chị Hậu Di nè. Hàng lá nha chị Hậu Di ơi. Tại nãy chị comment 150 kìa. Cây Ceres này là 150 nha. Anh chị nào có chốt dầu Ceres thì chốt 150 giúp em nha. 150 ngàn Ceres. 150 ngàn chậu Ceres nha. Có chốt em 150. Để em lên cho mấy chị mấy cây nắng lớn nè. Mấy cây nắng nhỏ nè. Viên tới nhũng á, là chị xịt toàn cây giùm em luôn nha chị Hoàng Nguyễn ơi. Dạ bên em chưa báo phí là chưa gửi nha anh ơi, tại vì hôm nay còn đang nóng hàng nữa ạ. Dạ hiện tại em không có, hiện tại á em không có nhận tiếp khách tại cửa hàng nha mấy chị. Mấy chị có thể đặt qua like với chị gái lấy giùm em là được. Chứ bên em không có nhận tiếp khách tại cửa hàng nha, mấy chị thông cảm giúp em nha. Đây là cái cây vàng mai hoa thơm, một cây ạ. Cây này không biết cái gì luôn mà cái nắng nữa nha. Hai cây. Cái cây này á là cái cây vàng lay ben cho mấy chị nè, là ba cây nha. Một cái cây này em không biết tên nữa, rất là đẹp luôn. Bốn cây. Em cho mấy chị cây thêm mấy cây vàng mai hoa thơm này nè, là 5 cây à. Combo 5 cây này là 200 ngàn nha, mấy chị đi một combo giùm em đi. Một combo 5 cây 200 ngàn nha mấy chị. Cây hàng đẹp không ạ? À? Đủ màu bông hết trơn á. Đây, đủ màu bông hết trơn nha mấy chị nè. Vàng mai hoa thơm. Cây này thì không biết cái gì luôn. Hai cây nè. Cây là cái cây vàng lai ben cho mấy chị nha, là 3 cây.
Đây là cái cây vàng mai hoa thơm cho mấy chị đang có ngọc. Là 4 cây nè. Cây vàng thơm luôn cho mấy chị luôn là 5 cây nha. Combo 5 cây này là 200 ngàn. Hàng nắng hết luôn cho mấy chị nè. Mấy chị đi một combo giúp em nha. Tại có bán 40 ngàn một cây cho mấy chị thôi. 5 cây này là 200 ngàn à. Một combo đủ màu hoa hết cho mấy chị. Cây thắt ngọn và chuẩn bị đi bông hết rồi nha. 5 cây 200. Combo 5 cây này là 200 ngàn giùm em nè. Có chốt combo 5 cây, chốt em 5 cây 200 nha. Hai trăm ngàn chốt chị Khánh Mai ạ. Cái cây là cái cây chanh chao nha mấy chị. Cây là cây chanh chao nè. Cây là cây vàng lưỡi đỏ hoa thơm nha. Là hai cây nè. Cây là cây nắng bít rét cho mấy chị là ba cây nha. Cây vàng thơm là 4 cây ạ. Cái cây này là cái cây tím blue nhưng mà nó không phải là bò blue nhưng mà nó là dòng tím blue cho mấy chị nè. 5 cây này là 200 ngàn nha. 5 cây này khác màu, 5 cây gần như là 5 màu luôn nha mấy chị. 5 cây này là 200 ạ. Nắng đủ tới loại hết mà tại em vô combo làm bán cho mấy chị cho nó rẻ nè. Combo chốt cho sen bùi 200 ạ. Cây đẹp quá trời luôn anh. Cây là cái cây banana thơm, cây 70 ngàn cây không nè mấy chị. Cây là cái cây vàng thơm cho mấy chị đang nhú vào bông. Hai cây. Cái cây là cái cây rồng vàng là 3 cây. Cây vàng thơm cho mấy chị là 4 cây. Cây là cây xanh quốc dân cho mấy chị là 5 cây. Combo 5 cây mấy chị chốt giùm em đi. Chị Tiên Nghi Trang chốt lại giúp em nha. 5 cây này là 200 nha mấy chị. Xanh bích quốc dân. Cây xanh bích quốc dân cho mấy chị là 1 cây. Vàng thơm là 2 cây. Chốt 5 cây này cho chị Nghi Trang à. 71. Cây là cây tím lai hồ đẹp cho mấy chị bông to. Cây vàng thơm cho mình là 2 cây. Cái cây này á, là cái cây vàng kim long. Vàng kim long nó thuộc họ rắn sinh cho mấy chị vàng rực. Cái giống này là 70 ngàn một cây đó. 3 cây nè. Cây là cây banana hoa thơm cho mấy chị luôn là 4 cây. Cái lá bình thường nha. 4 cây. Cây vàng lưỡi đỏ cho mấy chị là 5 cây. 5 cây này em để cho chị Nguyễn Chí Hải nha. 5 cây này là 200 ngàn nha. 5 cây 200 nè. 5 cây 5 loại luôn nha mấy chị ơi. 5 cây 5 loại 200 nha. 78. Cây vàng thơm cho mấy chị là 1 cây. Cây là cây nắng chuồn chuồn. Là 2 cây chuồn chuồn bán 70 ngàn cây đó. Cây là cây banana hoa thơm cho mình là 3 cây. Cây là cây chanh chao cho mấy chị là 4 cây. Hàng nắng không luôn nha mấy chị. Cây là cây vàng kim long luôn cho mấy chị là 5 cây. Hàng 70 không nè. 5 cây này là 200 ngàn cây đẹp luôn nha. Chốt combo 5 cây này chốt 200 ngàn giùm em. Vàng kim long. Năm cây này chốt chị Nga Tiết 200 ngàn. Mấy chị mua combo lợi dữ lắm nha. Em mà tách ra bán lẻ cho mấy chị là 70 ngàn cây không đó. Em bán 70 ngàn cây không đó mấy chị. Hàng nắng không nè. Trời ơi cái cây vàng kim long.
Dàn kim long bữa mấy chị mua 3 cây 220 luôn chứ không phải 70 ngàn cây mấy chị. Một cây nè. Em đi 5 cây 5 màu nha. Bà nó na hoa thơm 2 cây. Cây là cái cây xây sâu quay má bà, xây sâu quay thơm cho mấy chị nè, là 4, 3 cây. Cây vàng thơm cho mấy chị luôn là 4 cây. Hàng đẹp không nha? 4 cây. Cây là cây thổ vàng lai cho mấy chị là 5 cây. 5 cây này chốt cho Mạnh Vũ Đức Mạnh. Chị anh Trần, chị Trần Vũ Cẩm Tiên chốt lại giùm em nha. Tên địa chỉ giúp em luôn nha. Hàng nắng 100% hết mấy chị. Tiếp tục cho cái cây này cho mấy chị vàng kim long. Cây là cây vàng thơm cho mấy chị thất ngọn rồi rớt chậu em bỏ chậu vô cho. 2 cây. 5 cây 5 màu nha. Hàng nắng. Em là bán uy tín cho mấy chị chứ không phải là 5 cây về sổ rồi cùng mặt bông nha. Cây là cây xe sâu quay hoa thơm cho mấy chị là 3 cây. Vàng ti đỏ cho mấy chị là 4 cây. Cho mình cái nắng tròn tròn luôn nha. Là 5 cây. Cho chị Hồng Lê 5 cây là 200 ngàn. Hàng nắng không đó mấy chị. Anh chị nào coi mấy chị biết phải hàng này bách tách ra bán mấy chị 70 ngàn cây đúng không? Đây, vàng kim long. Tính thuộc họ nắng xinh đó nghe mấy chị. Cái cây là cái cây rồng xanh cho mình. Đen rô nắng rồng xanh hoa thơm. Em lên combo cho chị Hồng Lê nha. Cây là cây thỏ đỏ lai cho mình. 3 cây thỏ đỏ lai. Cây thỏ vàng cho mình là 4 cây. Cây là cây chuồn chuồn cho mấy chị là 5 cây. 5 cây. Chốt cho chị Hồng Lê. Mấy chị nhìn về nhìn mặt lá là biết liền. Nhìn cái cây anh chị nào đã mua lan bên em nhìn lá mấy chị biết. Nhìn cái cây là biết bán mấy chị khác màu liền. Hồng Lê 5 cây nha. Em lên cho đen rô nắng 5 cây cho mình. Vàng thơm. Vàng kim long. Vàng tia đỏ cho mình. Lựa các màu nó hơi lâu đợi một xíu nha. Đen rô nắng nha. Vàng 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 mai nha. 4 cây. Cái cây là cây chanh chao nè. Chanh chao mấy chị coi nè. Chanh chao người ta bán 70 ngàn cây không? Chị nào đúng không? Bán mấy chị đúng không? Chốt này cho đen rô nắng 5 cây lên địa chỉ giúp em nha. Em lên combo cho chị Trần Thị Cẩm Tiên đi. Nãy giờ chị chốt được. Cây là vàng ti đỏ. Vàng ti đỏ đấy nha mấy chị. 1 cây. Vàng kim long cho mình là 2 cây. Vàng thơm cho chị là 3 cây. Vàng mai thơm đó nghe chị gái. Cây là vàng lưỡi đỏ cho chị là 4 cây nha. 4 cây nha. Cây này vàng ti đỏ cho mình là 5 cây nè. 5 cây nha. Chanh chao màu vàng á chị Hoa Phạm. Nè cho mấy chị coi chanh chao nè. Những mặt hoa nãy giờ em dơ lên cho mấy chị coi thử nha. Đây. Đây là bà nana nè em có dơ lên cho mấy chị là nắng bà banana hoa thơm. Mấy chị khách mới lên thông tin giúp em nha. Để em lên cho mấy chị từng mặt bông mấy chị coi. Vàng ti đỏ. Cái vàng thơm nãy đó làm kêu nó là vàng mai là cái giống này nha. Nè là vàng mai là cái giống này cho mấy chị. Vàng ti đỏ của mình đó, nó
Để em kiếm cái mặt bông có nằm ở đâu lâm hết trơn. Có mấy cây bò lai trong đây nữa nè mấy chị. Có mấy cây bò lai nữa nè. Nè vàng ti đỏ nha. Vàng ti đỏ cho mấy chị nè. Vàng ti đỏ nói chung là đủ mất bông hết trơn á. Hậu Duy combo hai loại được không hả? Được. Chị thích cái gì Hậu Duy ơi? Em chốt một combo đó được thì chốt nha, chứ em muốn đổi trên combo nha chị. Nha chị Tiên. Giá này em cũng có thể nào mà ấy được chứ mấy chị ơi. Giá người ta 70 ngàn một cây không à. Em bán mấy chị có 40 ngàn một cây đi, một combo nha. Bán đi bằng nửa giá rồi còn gì nữa mấy chị. Đây, cái vàng mai hoa thơm cho mấy chị một cây nè. Em giơ lên mấy chị thích chốt nha. Đây, một cái đê nắng mà cái này không biết tên nha, hai cây. Cây là cái cây vàng kim long cho mấy chị là ba cây. Vàng thơm cho mình là bốn cây. Đây. Cái cây là cây sesawa thơm cho mấy chị là năm cây. Combo 5 cây là 200 ngàn nha. Anh chị nào chốt combo 5 cây này chốt 200 ngàn dùm em. Cây đẹp không à, về nhìn nhìn cây là mới chị biết em cầm vô các cây, các màu mới chị ạ. Chú có cùng màu cho mình đâu, yên tâm. Combo 5 cây này là 200 ngàn ạ. Hồ điệp ra ngoài giá 170 một cây nha ba Khang ơi. Vàng thơm 1 cây ạ, vàng mai thơm nè, 1 cây nha. Cây vàng kim long cho mấy chị là 2 cây. Cây vàng thơm cho mấy chị là 3 cây. Cây đê nắng này không biết tên là 4 cây. Cây sesawa thơm cho mình là 5 cây nha. Combo này là 5 cây 200 ngàn cho mấy chị và cây đẹp nha mấy chị. Hàng không lỗi nha. Chốt combo 5 cây đấy, chốt em 5 cây 200 ngàn. Thì em cầm lên cái cây nào không bốc bán chứ. Thì banana nó cũng có nhiều á chị. Nên là chen vô cho khách luôn á chị Dậu Duy ơi. Banana không có nhiều. Cây là cây Cesaret. Banana không có nhiều đâu nên không có chốt được 3 cây banana và 2 cây vàng đỏ được nha chị. Cái cây vàng thơm 1 cây. Cây là cái cây bò lai cho mấy chị là 2 cây. Lửa bò tím. Cây là cây lửa bò tím cho mấy chị nè, nhìn là biết liền à. Cầm cây lên là biết liền. Là 3 cây. Cây là cây đê nắng Cesaret cho mấy chị nha. Là 4 cây. Cây vàng thơm cho mấy chị là 5 cây. 5 cây 5 màu. 5 cây này là 200 ngàn. Chốt 5 cây này chốt 200 ngàn dùm em, có 40 ngàn một cây nha. Vàng mai thơm 5 cây này cho Hậu Nguyễn nè, 43. Để em coi còn banana không, vấn đề là không thấy cây banana luôn á. Nguyễn 5 cây nha. Cây này là cái cây vàng kim long 75 ngàn một cây không đó mấy chị. Cây là cây bò lai cho mình 2 cây nè. Cây là cây Cesaret cho mấy chị là 3 cây. Vàng ti đỏ cho mình là 4 cây.
Không có đủ hết, 5 cây vàng thơm chị ơi. Em có đủ hết. Cái cây là cây vàng kim long, cho cái mấy chị cây vàng kim long luôn, là cây vàng kim long đắt mà em cho mấy chị vô đây luôn nè. 5 cây này là 200 ngàn nha. Chốt 5 cây này chốt 200 ngàn giùm em nè. Có 40 ngàn đồng một cây thôi, vàng kim long một cây. Bò lai cho mấy chị là 2 cây. Hàng đẹp nha mấy chị. 5 cây này cho chị Liên Vũ à. Yến Lăng BN lên thông tin giùm em đi. Em lên 5 cây cho Yến Lăng BN nè. 5 cây khác màu nha. Yến Lăng BN lên thông tin giùm em ạ. À. Cây này là cây vàng kim long. Xe sao qua thơm. Vàng thơm cho mình. Một dòng đen rau nắng cho mình luôn là 3 cây. 4 cây em lên cho mình cái cây bò lai luôn nha là 5 cây nha. 5 cây nè cho Yến Lăng BN. Chờ có bà Liễu nghe cô Phương Hồng ơi. 5 cây này 200 ngàn, Yến Lăng BN lại thông tin giùm em nha. Cây vàng thơm là 1 cây. Vàng kim lăng là 2 cây. Liên Vũ em có xuống rồi mình coi lại cây, bốc mai chụp cây cho mình coi nha. Cesaret cho mấy chị là 3 cây. Cây vàng lưỡi đỏ nhú qua bông cho mấy chị luôn là 4 cây. Một cái cây vàng tia đỏ cho mấy chị luôn là 5 cây. Combo 5 cây này là 200 ngàn ạ. Chị Yến Lăng BN khách mới lên xuống ngồi địa chỉ cho em nha. 5 cây này là 200 ngàn ạ. Combo 5 cây này là 200 ngàn, chị nào có chốt 5 cây này chốt 200 ngàn giùm em nha. F3 mình thành đẹp không luôn ghê ta. F3 thành F0 luôn á chị Phượng. F3 thành F0 luôn á. Anh chị nào có chốt 5 cây chốt em nha, 5 cây 200 ngàn. Ý em nói F3 á. À mà nó thành F0 luôn. À, bệnh viện Gò Vấp phong tỏa luôn kìa. Phong tỏa nguyên bệnh viện. Thường F2 thành F0 còn được, nè F3 luôn. Ê, thôi có đi gym không? Được hả? Mấy chị, em có cái combo này nè. Ok, xem bộ có thông tin. F3 thành F0 luôn á. Cái này em lên cho 5 cây Cesaret nè. Đủ không? Cái dài. Em có cái... là ghi địa chỉ Bắc Ninh. Ninh rảnh thì ghi địa chỉ vô. Rồi để em lên cái cây này cho. Cái gì vậy? Đây. Cái cây là vàng lưỡi đỏ có màu bông luôn nè mấy chị. Đưa mấy cái kia luôn đi, xin chào mấy cái kia vô. Vàng lưỡi đỏ có màu bông luôn nha. Vàng tia đỏ cho mấy chị có vòi luôn là 2 cây nè. Chờ này em chưa có hàng, ít bữa giùm em đi. Cây Cesaret là 3 cây. Cây là cây vàng kim long cho mấy chị dòng nắng sinh là 4 cây. Vàng thơm 5 cây này đi mấy chị, 5 cây này đẹp quá trời luôn nè. Hết 2-3 cây có bông rồi đó. 5 cây này là 200 ngàn luôn nha. Ít bữa đi chà neo thì em ít bữa đi, em vẫn có bán chà neo đó nhưng mà chị đợi đi, nó sẽ có giá rẻ.
Nhưng mà chị yên tâm đi, đợi được cái lớn chứ không được cái nhỏ đâu, chị yên tâm. Dạ ok chị Kiều. Cây này là cây vàng mai thơm nè, một cây nha. Cây vàng kim long cho mấy chị là hai cây. Cesaret 3 cây. Cây là cây vàng đỏ đang nhú màu hoa là 4 cây. Cây vàng ti đỏ cho mấy chị đang nhú bông luôn là 5 cây. Combo 5 cây này là 200 ngàn. Anh chị nào có chốt combo chốt 5 cây 200 ngàn, 5 cây 5 màu nha. 5 cây 5 thể là màu cho mấy chị. 5 cây 5 màu cho mình nha. 5 cây này là 200 ngàn. Chốt combo 5 cây chốt 200 ngàn dùm em 5 cây 5 màu. Họ được tôm chưa có cho hàng bít ô ơi. Vườn nó chưa có. Nó bây giờ nó chỉ có nhú vào nhỏ nhỏ thôi à. Combo này cho Tướng Lành 5 cây 200 gập đơn à. Dòng mây thơm luôn nè, có vào bông luôn nè. Cây là cây, cái cây cho mấy chị là cái cây chanh chao có vòi 2 cây. Cesaret luôn cho mấy chị luôn là 3 cây. Cây cây huyết long đỏ nha mấy chị ơi là 4 cây. Cây đen là cây đen hồng cho mấy chị hồng lao đẹp bông to là 5 cây. Combo 5 cây này là 200 ngàn nha. 5 cây 200 ngàn có 40 ngàn 1 cây thôi nha. Hàng đẹp luôn cho mấy chị nè. Chốt combo 5 cây chốt 200 ngàn dùm em nha. 5 cây 200. Để xíu em lên bê soda giúp bà Liễu cho mấy chị. Hôm qua chị hôm nay có ăn hậu kìa. Em có hàng học, chốt 5 cây cho chị Pha Lê Kim, em cảm ơn chị Pha Lê Kim. Cái cây là cái cây chuồn chuồn nè mấy chị. Hàng 70 ngàn một cây nè. 59. Vàng thơm luôn, có bông 2 cây. Cái cây vàng ti đỏ cho mấy chị đang nhú vòi là 3 cây. Cây là cây thông chai, thông chai gon cho mấy chị là 4 cây. Cây là cái cây vàng kim long cho mấy chị là 5 cây. Có thông chai gon trong đây nữa nè mấy chị. 5 cây 5 màu luôn, 5 cây 200 nha. Có chuồn chuồn, có vàng thơm, có thông chai gon, có vàng tia đỏ. Combo 5 cây này là 200 ngàn ạ. À. Anh chị nào chốt combo 5 cây chốt 200 ngàn dùm em 40 ngàn cây nha mấy chị. 40 ạ. À. 40 ngàn một cây dùm em. Nó hết mà. 5 cây này cho anh Khôi em cảm ơn ạ. À. Cây là cây vàng thơm. 1 cây. Cây Cesaret đang có vào hoa hàng này 70-80 ngàn cây không nè mấy chị. Cây là cây nắng sinh cho mình nè. Nắng sinh nha. Nhưng đó không làm cây đẹp, cây sinh caron đó mấy chị. Là 3 cây. Cây vàng lưỡi đỏ đang có nhú vông luôn là 4 cây. Cây vàng tia cho mình là 5 cây nha. 5 cây này là 200 ngàn ạ. Sato là chị Lian ơi. Sato là 100 ngàn một chậu chỗ lớn nha. Này là 200 ngàn. Anh chị nào chốt 5 cây này chốt 200 ngàn dùm em xong lên thỏ. Em lên cái thỏ hồng cho mấy chị nè. 5 cây đi chị Nga Thiệt Trần nè. Vàng kim long, cây bò bà lưu là 2 cây. Cesaret là 3 cây. Nắng không nha mấy chị ơi. Cây nắng Cesaret luôn là 4 cây. Cho một cây Cesaret luôn là 5 cây. Ai đời bán Cesaret cho mấy chị vô đây 40 ngàn cây đâu. 5 cây này chốt em, 5 cây này 200 ngàn nha. Cesaret nhiều mấy chị. Cesaret nha.
nhiều. 5 cây này là 200 ngàn ạ. Chốt combo 5 cây 200 ngàn dùm em nha. Cesarette nhiều. 3 cây Cesarette. 1 cây bòn là Valley Kim. 5 cây này gấp đơn. Eo có lựa 3 cây có ngồng được nha chị Lê Nguyễn ơi, Kim ơi. Lê Nguyễn Thị ơi. Cây nó bị gãy, gãy thân, gãy ngọn nha mấy chị. Nên là em bán rẻ cho nha, có mấy cây gãy ngọn nè. Một cây gãy, hai cây gãy, ba cây gãy. Ba cây này em để cho mấy chị 90 ngàn gộp đơn nha. 90 ngàn gộp đơn cho ba cây gãy ngọn hàng nắng hết nha mấy chị. 90 ngàn, kia là 90 ngàn dùm em gộp đơn đi, rẻ quá rồi. Gãy ngọn nó tức nó nhảy mầm cho mấy chị. Cây này cây hà đen hồng binh có vào bông vàng kim long. 3 cây gộp, 3 cây kim. 3 cây kim gộp đơn, Cesarette. 3 cây 120 luôn, chị đồng chốt, chốt 3 cây 120 mới luôn nha. 90, 3 cây đấy 90. Em lên thỏa hồng cây đẹp mấy chị. Ba cây 120 nha. Cesarette có. Đen hồng có bông cho mấy chị. Cây vàng vàng kim long. Ba cây là 120 ngàn. Anh chị nào có chốt gộp đơn chốt em nha. Để em lên cái thỏa hồng cho mấy chị nè. Quay chuyện thỏa hồng. Cây thỏa hồng này đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Đi combo 3 cây giùm em bán giá rẻ cho mấy chị nha. 3 cây 180 ngàn có hồng. Đây là mặt bông của dòng đen râu nắng thỏa hồng nè nha. Thỏa hồng này là có lô thỏa hồng hoa thơm. Thỏa hồng bằng vườn nên hoa thơm cho mấy chị nè. Ba cây đó 120 ngàn cho chú Thanh Văn lên địa chỉ giùm em nhé. Trước kim đơn giùm em nha. Thỏa hồng. Cây không phải đất, tại vì cái thân nó nhỏ nên nó ngã nha chứ không phải gãy nha mấy chị. Ba cây thỏa hồng 180 ngàn. 60 ngàn một cây thỏa hồng. Nè cây nè. Combo 3 cây 180 đi một combo giúp em nha. Lấy lẻ đẩy 70 ngàn một cây gộp đơn. Thỏa hồng giùm em combo 3 cây 180. 60 ngàn một cây thỏa hồng hoa thơm. 60 ngàn một cây nha. 3 cây 180 à. Chốt 3 cây này chốt 180 giùm em nha thỏa hồng. 3 cây 180 ngàn à. 60 ngàn một cây. Lô thỏa hồng hoa thơm nè. Cái dòng thỏa hồng hoa thơm hay rất lá chân. Bù lại cho mấy chị là cái dòng bông thơm cho mình. Cây lớn cao đẹp cho mấy chị nha. Hàng xe phim 14. Cây này nó tăng ngã chứ không phải gãy nha mấy chị. Về cắm ti lên là được. Thỏa hồng cho chị hoa phạm một cây 70 ngàn. Lẻ một cây 70 nha. Em lên ba cây thỏa hồng này cho chua Thanh Văn nha. Ba cây thỏa hồng này cho mình nè. Em lên một cái cây combo lồng này cho mấy chị cho nó dễ. Cây cao ra cây cao, cây lồng ra cây lồng nha. Cây lồng thì nó lầm. Ba cây thỏa hồng là 180 nha mấy chị một cây nè. Hai cây nha, ba cây. Ba cây 180, 60 ngàn một cây à. Ba cây 180 à. Thỏa hồng hoa thơm nè. Nhớ cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Anh Thanh Văn ơi. Ba cây này 180 ngàn. Có chốt 3 cây chốt 180 giùm em nha.
gì? Lọc lén luôn. Chữ lọc lén. Ngon chết rồi. Em lên cho combo ba cây cao cho mấy chị nè. Cái dòng đen nắng ta hồng này á, cây nó bền bông lắm. Và rất là thơm, mấy chị chơi phải 4 tháng á. Nó rớt cái chậu, em bỏ chậu cho. Ba cây thả hồng tăng cao nha. Chốt ba cây này chốt em 180. Thích tăng lồng lấy, giùm em tăng lồng, thích tăng cao lấy tăng cao. Ba cây thả hồng là 180.000 à. Anh chị nào chốt combo ba cây này chốt 180 giùm em nha. 180 cho combo ba cây thả hồng. 60.000 một cây thả hồng thôi. Còn có mấy cây nè. Cây lùng á thì nó nhiều thân cho mấy chị nha. Còn cây cao thì nó ít thân. Mùa qua sớt lại cho mình. Ba cây 180.000 thả hồng hoa thơm à. Có chốt ba cây chốt 180 xong lên mấy chậu lớn cho mấy chị nha. Cái lồng xanh này. Cái lớn cái nhỏ. Ba cây thỏ cao chị Hương Nguyễn cảm ơn ạ. À. Hoàng Quang lấy cái lùm, lấy cái nhỏ, cái lùng em nha. Hoàng Quang cái này nè. Cái chị Hoàng Quang cái này 70.000 gặp đơn nha. Em lên cho mấy cây cỏ hồng, cây cao nhưng ít thân chút. Ít thân chút em bán mấy chị 4 cây 200.000 luôn nha mấy chị. Đây nè, thân cao hết luôn cho mấy chị nè. Mấy cây này hơi thân chút nha. Mà cây vẫn rất là đẹp cho mình chứ không có xấu đâu nha mấy chị yên tâm. Cây chuẩn bị làm bông hết trơn á anh Trần Lê ơi. Đây 4 cây thả hồng em để mấy chị 200.000 nha. Chốt combo 4 cây này 200.000 giùm em. Ba cây đó chốt cho Hương Nguyễn. Ok chị Hương Nguyễn ạ. À. 4 cây cao cho chu đào 200 nè. 94. Giá này bán rẻ dữ lắm nha mấy các anh chị ơi. Trời ơi. Cái gì nó cũng đẩy ngọn hết trơn vậy trời. Chắc rẻ đẩy trơn. Chắc rẻ quá trời quá cái gãy luôn. Hai trăm. Có cây này nó lùm nhưng gãy ngọn cho mình nè mấy chị. Lùm mà gãy xíu ngọn nó sẽ bật mầm cho mình nha. Hai cây nè. Ba cây nha. Để cái này luôn cho. Anh chị này chốt 4 cây để cho 200.000 luôn nha. Có một cây gãy ngọn nha mấy chị. 4 cây này là 200.000 nha. 1 cây nè. 2 cây nè. Gãy ngọn như cây lùm. 3 cây nha. 4 cây à. 4 cây này là 200. Chị này chốt 4 cây chốt 200 giùm em đi. Xong Nguyễn có chốt thì ok giúp em chốt cho nha. 4 cây 200.000. Rồi em lên cái dòng nắng đồng xanh hoa thơm cho mấy chị nha. Rồng xanh này, anh chị nào đã chưa có chơi dòng này hoặc là chơi rồi mấy chị sẽ nghiện cho mà coi. Rồng xanh này là cái dòng hoa thơm cho mấy chị. Xiên bông cực kỳ, chỉ có 150 một cây rồng xanh thôi. Cây đang có nhú bông luôn nè mấy chị coi nè. Rồng xanh là phát quả bông liên tục từ nít lá cho mấy chị. Bông rất là nhiều. Rồng xanh mấy chị chơi cỡ 3 tháng hơn. Xiên bông và cấu trúc bông của rồng xanh rất là đẹp. Mấy chị trồng càng lâu càng là mâm khủng. Càng chơi nhiều bông hơn nha. Rồng xanh hoa thơm nè. Hàng này 170 một chậu. Để mấy chị 150 luôn nha. Dạ có ben soda luôn á chị Sen Bùi ơi. Để mấy cái chậu ben lên cho coi.
thì em có sale cho mấy chị á, sale là 220 đó mấy chị. Nè cái ben soda nè, để cho mấy chị giá 220 một cái ben soda nha. Anh chị nào có chốt ben 250 đó em để mấy chị 220 nha. Anh chị nào có chốt chậu ben này chốt 220 giúp em. 220.000 cái chậu ben này. 20 nha. Rồng xanh này là hàng 170 em để mấy chị 150 luôn nè. Cây đang có vầu 2 cho mấy chị nha. Chậu size phi 12 đang nhú ngọc. 150 cái chậu rồng xanh này. 150 giùm em luôn. Chưa có vô mấy singer. Chưa có vô chị Hiền ơi. Cây rồng xanh này là 150, đang có vào bông cho mấy chị chơi luôn nè. 150 chị Kiều Loan, cảm ơn ạ. Cây này à, cây này không có vòi nhưng mà được con cái là nó lầm rất là lầm cho mấy chị luôn. Cây là 150 nha. Rồng xanh. Anh chị nào chốt hàng lá, anh Quang Nguyễn anh chốt lại giúp em nha. Cây hàng lá này 150. Tuy nó không có vòi nhưng mà là cây lầm cho mình. 150 cây này nha. 150 ạ. Anh chị nào có chốt thì chốt 150 giúp em cây này nha, 150. Em còn cây có vòi này nè. Anh Quang Nguyễn có chốt cây có vòi ghi là chốt có vòi giùm em nha. Cây có vòi này cũng 150. Còn thích chốt bằng lá chốt 150 giùm em. Đây, vòi là 150 luôn. Lá cũng là 150 luôn cho mấy chị rồng xanh nha. Hàng chậu size P20 cho mấy chị. 150.000. Hàng này 170 em để mấy chị 150 hết á. Cây có vòi. Hồi nãy em có đã chốt cái chị Kiều Loan cây có vòi rồi nha. Ok chị Kiều Loan. Cây là cây lầm nha mấy chị. Cây lầm 150. Cây này có vòi cũng là 150 luôn nha. Anh chị nào thích chốt cây có vòi chốt 150 giùm em. 150. À thêm cây có vòi nè hả. Ok cảm ơn chị Kiều Loan ạ. À. Em lên cho mấy chị cái cây này nè. Cây này đi. Cây rồng xanh này cho mấy chị cây lầm luôn nha. Cây lầm bằng lá. 150.000 cây rồng xanh này ạ. À. Cây rồng xanh lầm bằng lá 150. Em có cây này nè mấy chị. Cái cây rồng xanh này cây lầm một chút. Em để mấy chị 150 luôn nha, nó có vào bông nè. Có vào bông nha, là cái cây của nó nha. Mấy chị về thích để nguyên giùm em đừng có tách ra nha mấy chị cái cây của nó. Cây là 150 nha. Đang có vào hoa luôn nè. Chốt cây rồng xanh chốt 150 rẻ chứ lắm nghe mấy chị. Mặt rác dữ trời. Cây rồng xanh này 150, chị nào có chốt rồng xanh này chốt 150 nha. Đang có vòi hoa nè. À, em lên cho cây anten này cho mấy chị nè. Anten này bây giờ hơi bị hiếm hàng á. Rất là ít nhà vườn nào còn anten bán ra thị trường cho mấy chị. Hoa của nó là hoa nhựa. Mấy chị chơi gọi 4 tháng cơ ta. Cây anten này có 150 thôi, ship đăng ký tính tiền nha. Anten dòng hoa nhựa. Dòng này cực kỳ hiếm nha. Đâu còn được mấy cây cho mấy chị nè. Để em lấy cái mặt bông anten cho mấy chị coi. Dạ ship đăng ký tính tiền á. Xin chị xem bùi ơi. Đem cho mấy chị coi mặt hoa của anten đây. Anten
bông của nó cánh rất là cứng nha. Mấy chị lưu ý giùm em, cánh của nó rất là cứng. Mấy chị chơi giống như là hai giả vậy đó. Em còn được có mấy cây nữa mới chơi, cái giống này khá là khang luôn. 150 một chậu anten nha. Có mấy cây à, hàng trồng lâu dữ lắm rồi đó. Chốt cho chị Mỹ Dung cái cây anten này 150 chị Mỹ Dung nha. 150 nè. Đây, anten nó cũng không có được đẹp như thế này đâu. Mà giờ nếu mà nhà vườn nó có nó cũng không có được đẹp thế này. 150 một cây anten nha. Giống bây giờ là khá là khan hàng nha mấy chị. Mấy chị chơi thử mấy chị biết liền, hoa nó phải giống như hoa, chơi giống như hoa giả vậy đó. Cái chậu anten là 150 nha. Đây mầm đăng lên luôn cho mấy chị nè. 150.000 cái chậu anten này. Ê ghim con sạc vô cô ăn. Rồi rồi rồi. Đây vô mà. Lấy cho Phương Vũ Thế cây anten 150 cho mình ạ. Một cái cây đồng xanh thì Kiều Loan cây đồng xanh lần này đâu rồi. Cho chị đồng xanh thì Kiều Loan thêm cây đồng xanh cho mình 150 nha. Nhớ thêm địa chỉ giùm em luôn, cảm ơn chị. Rồi em còn được hai cây anten nữa là hết nha mấy chị, 150 một cây anten. Giống này là khá là hiếm nha mấy chị, mua được giá 150 là rẻ lắm mấy chị. Còn 200-300 ngàn cây đóng anten không? Anten là 97, cái đó đúng rồi đó. 150 ngàn ạ. Dạ đúng rồi, ba loại giống nhau cùng một màu đó nghe chị Kiều Loan ơi, rồng xanh đó. Anh chị nào có chốt cây anten này chốt 150 giùm em nha. Hoa là hoa nhựa cho mình, cây lớn nha mấy chị. 150 một cây anten. Xem cây nữa là 3 cây. Thì cộng vô. Trời ơi, nó rồng xanh. Thì ta ghi cộng vô nó ghi 3 dòng rồng xanh nữa. Biết đâu. Cộng vô số 1 trước chị. Em nói là phải nói động não. Cho anh Vũ Phương Nam, Phương Vũ Thế thì một căn tên để gặp đơn, cảm ơn anh. Anh ơi khách mới lên cho em cái địa chỉ luôn nha anh. Hết rồng xanh luôn rồi. Em lên cho mấy chị một cái cây anh ba phố hoa cực đẹp. Anh Chiếu Lê ơi, thỏ hồng cao. Rồng xanh cho Vũ Thế nè. Em mới to hồng cao, còn cái lùng được không? Lùng nhiều thân được không anh Năm? Anh Chiếu Lê. Em lên cho mấy chị cây anh ba phố hoa, giờ lên mấy chị chốt liền. Dạ. Cây anh ba phố hoa này quá trời đẹp luôn nè, mấy chị có 150 cây này nè. 150 nha. Được 4 chậu anh ba phố hoa là hết giống luôn á mấy chị. Anh ba phố hoa bên nhà vườn em hết rồi. Chuẩn bị bắt đầu nhú vòi, cây thắt ngọn bắt đầu nhú vòi nè. Anh ba phố hoa nha. Nó là một trong những loại anh ba lai mà đẹp nhất trên thị trường. Để mấy cái mặt bông anh ba phố hoa cho mấy chị coi. Có 150 cây anh ba phố hoa nè. Anh ba phố hoa là bông cực kỳ to, nó như là dạng lao đẹp vậy đó, nhưng mà nó thuộc họ anh ba cho mình, bông lớn và tia đậm đều cho mấy chị. Có 150 một cây anh ba phố hoa thôi. Cái này mấy chị nên chơi nha, thì khi nó làm bông nó khoảng tầm trên 30 bông á, 30 đến 35 bông một cái một lần bông của nó. Em gấu cầu quá. Em ốc của bạn ơi. Ôi chị Phượng chị đi chợ Sơn Kỳ thấy có nó có bán ốc không chị Phượng? Đây là mặt hoa của anh ba phố hoa. Và bông nó rất là dài mấy chị. Và bông nó cực kỳ dài. Làm bông khủng lắm mà bông to lắm. Mấy chị nhìn gì chứ bông của nó 4 ngón tay hơn á. 150 một cây anh ba phố hoa. 150 ngàn nghe một cây lùm như thế này nè mấy chị. Ok Vũ Thế cho thông tin em, cảm ơn anh. Nè cây anh ba phố hoa nè mấy chị, cây lớn nha. Cây lớn chậu size phi 20. Cây bắt đầu đi bông rồi nè.
em bán lá cho mấy chị thôi, bắt đầu đi bông. Chốt canh ba phố hoa là chị Khánh Ngọc, em cảm ơn ạ. Trâm rỡ Khánh Ngọc bút ráp 150.000 một cây lùm nữa nè. Em được 4 cây em hết luôn mấy chị, lô vườn không còn cây nào. Bữa em về vườn có bán lô này rồi, còn như là không còn hàng nữa. Bữa lừa cho mấy chị, bữa bóc bán khách đâu có được cây lùm thế này đâu. Cây là 150 canh ba phố hoa này nha. Anh chị nào chốt một chốt 150. Cho chị Nga Thị Trần nha. Nga Thị Trần 150. Phương Vũ Thế đổi một cây anh ta lấy canh ba phố hoa. Ok anh Phương Vũ Thế. Phương Vũ Thế nè, ok anh. Một trăm năm mươi ngàn canh ba phố hoa này. Cái này em cũng tính bằng lá cho mấy chị nghe, không có tính bông. Thì bông bối không có tính bông nha. Cho chị Nghi Trang canh ba phố hoa, chị Nghi Trang ạ. Trời ơi, có nhiêu đó là làng hả? Nga Vũ Thị, Nga Thị Trần 91. Cái này 71, 91, 71. 13 phố hoa không? Hết 13 phố hoa rồi. Ê lấy cái cố vò bên kia đi. Vậy là lấy căng tên xả ra 71, Nguy Trang. Cái bị gì vậy? Ghi là đọc 71 thì ghi 71 đi Nguy Trang. Cái bị gì nè, cái máy nè. Thoát ra vô lại. Ông vô cái tờ post của ông đi, anh lấy cái điện thoại ông lên, mở ra đi. Nó nhanh lên. Không thôi. Ui điên rồi. Cái này cái gì quên ta? Mấy chị cái này đẹp lắm đó mấy chị. Nó bị đứng. Cái này Phương Vũ Thế số 97 xã một cây anten. Không có đồng xanh luôn. Yến cái này là 71 nãy chưa dán luôn ta. Cái này bố bóc bên đường kia hả? Ừ. Không nhớ đâu. Không thang. Em cây này là 250 một cây nè mấy chị. Cây là cái cây không phải cây vàng thị. À biết rồi. Biết rồi. Xin vàng. Cực đắt luôn. Giống này khá là hiếm nè mấy chị. Cho rồi. Cây đẹp lắm đó mấy chị, nên chốt cái này mấy chị. Cây này lâu lắm rồi nè. Giống này hiếm rồi nè, thơm lắm. Nó giống như là mà móng rồng của mình nó, nhưng không phải mấy chị, nó thơm lắm. Nó thơm lắm. Mà được trước năm ngoái em có bán mấy chị, nhiều năm nay không có. Đây nè, cái cây là cái cây xinh vàng cho mấy chị hoa thơm nha. Thơm lắm nha khách ơi, xinh vàng. Cây này là 250 cây này. Cây này đang nứt vòi luôn nè. Giá thể thuần bằng than xinh vàng. Cây đang nứt bốn vòi luôn nha. Dạ có chị Trang, nhưng mà tính bằng lá. Bóc cây của chị là cây có vòi tính bằng lá. Đây thùng than cho mấy chị cây xinh vàng. Chậu này là 250. Đang có ngần bông luôn nha. Chốt xinh vàng chốt dùm em 250 nha. Hồ đẹp 170. Ok anh Phương Vũ Thế em ghi tên cho. Cây xinh vàng là giá thể thùng than 250 cây xinh vàng này. Xinh vàng là giống xinh hoa thơm. Đang nhú ngần bông nè mấy chị coi nè. Đang nhú ngần bông nha. 250 cái xinh vàng này á.
cho chị Trần Kiều Loan 250. Em được một cái cây xanh vàng luôn. Cây này nó không có vòi, nhưng mà bù lại là nó lùm. Nó lùm nha. Anh chị nào chốt cái này chốt 230 giùm em, xanh vàng 250. Xanh vàng. Ghi là cây này xanh vàng 230 giúp em nha. Nó không có vòi nhưng bù lại cho mấy chị rất là lùm nha. Ghi là 230 giúp em cây xanh vàng luôn ạ. 230 nha mấy chị. 230.000 cây này. Giờ em lên tập cẩm mỗi thứ con cây cho này nha. 230.000. Cây này thắt ngọn cho mấy chị khoảng tầm nửa tháng nó có bông. Và cây rất là lùm. Mầm gốc nè 1, 2, 3 mầm gốc đang bật lên nữa nha. 230 cho Liên Vũ. Em có một cái chậu dây da trắng tím lấy dẻo một lùm luôn. Hàng này hàng 250 nè mấy chị. Em để cho mấy chị cái chậu dây da này cho mấy chị nha. 200.000 thôi. Dây da 200.000, dây da lá dẻo nha, trắng tím nè. 1, 2, 3, 4. 4 cổ bông cho mấy chị cây lùm nha. 200.000 cây này nè mấy chị, hàng này 250 em để 200 nè. Em lấy mặt bông dây da trắng tím cho mấy chị coi. Đây là mặt hoa của cái thằng da da cho mấy chị nha. Cái chậu này là 200.000. Tại mấy chị biết sao không, hàng này là hàng lá dẻo nè. Hàng tuần vườn em mới để cho mấy chị 200 á. Cây này cực đẹp mà cái tán nó lớn khủng khiếp luôn nha. Xin vàng em hết rồi nghe mấy chị. Nè mấy chị coi cái bụi da da này nè. Hàng này 250 nha. Em để cho mấy chị 200.000 cái bụi này. Mầm gốc đang bật lên và đang nhú bốn quả bông dây da lá dẻo. Dây da lá dẻo là không có bị rớt lá chân nha. Giữ được bộ lá đẹp cho mấy chị một cái tán lùm lớn luôn. Chậu dây da này là 200.000 ạ. Đây là rớt điện thoại xin. Hả? Ngã rồi không? Chị chứ có chỗ nào để điện thoại. 200.000 chị Trần Kiều Loan, cảm ơn chị. Dây da. Ừ. Em có được một cái cây là cái cây vàng lai ben. Vàng lai ben hoa thơm cây lớn. Cây này là em để cho mấy chị 180.000. Hết rồi con chậu một và chị Cô Lo có cây một à. Đây cho mấy chị coi cái vàng lai ben cực đẹp nè mấy chị chốt liền mấy chị ơi. Cây tán quá lớn luôn. Cái vàng lai ben này vô nó dài dữ lắm, dài nha. Hoa thơm khủng khiếp luôn. Nè mấy chị coi mặt bông chụp thực tế cho mấy chị không chỉnh màu được nha. Vàng lai ben chốt cho Văn Châu 180, vàng lai ben hoa thơm 180 nè. Mọi thứ có cây nha, bây giờ em lên hàng mọi thứ có cây mấy chị nè. Cái đẹp lắm luôn Văn Châu ơi, khủng khiếp không. Em lên cái vàng lai ben này cho mấy chị nha. Cây là 150 ạ. Ghi là 150 giúp em nha. 150. 150 cây vàng lai ben này giùm em ạ. 150. Vàng lai ben. Khách comment kìa, ghi là vàng lai ben đó. Em còn cây 150 á chị Tiết Hồng ơi. Còn được cây 150. Hai cây 150 nha. Vàng lai ben hoa thơm. Thằng này mấy chị nên chốt, mà bông nó dài lắm, lúc trước em có bán khách mà. Bông nó dài cũng khiếp. 150 cho Phương Thế Vũ, em cảm ơn ạ. Tiếp tục cây vàng lai ben này cho mấy chị 150 luôn nha. 150 cây vàng lai ben này. 150.000 thôi, đẹp lắm mấy chị, vàng rực nha. Giống vàng lai ben này mấy chị chơi cỡ 2 tháng hơn, xuyên bông cho mình. Vàng lai ben này là 150. Anh chị nào có chốt chậu này chốt 150 giúp em nha. Mầm tơ đang lên luôn cho mấy chị luôn nè. 150. 150 nha. Cho mấy chị coi là mặt bông lần nữa của cái vàng lai ben nè. Cho chị bỏ một tiếp 150 em cảm ơn ạ. Em còn được cây lùm nữa nè mấy chị ơi. Cao và lùm luôn nghe 150 cái này.
Em cho coi là mặt bông của dàn mai bên nè. Võ Hồng Tiết. Hello Phước Nguyễn. Phước Nguyễn là ai không biết luôn. Đó bà ta tùm lum tùm le hết. Đây là mặt bông của vàng lai ben nghe, vàng rực như thế này cho mấy chị hoa rất là thơm. Chỉ có 150 một cây thôi nha mấy chị, cánh nó bóng dịu lắm nha. Vàng đậm cho mấy chị, vàng tươi giống như là vàng mai của mình vậy đó khách. Em còn được cây vàng lai ben này. Anh chị nào có chốt chốt 150 giùm em nha. 150. 150 giùm em cây vàng lai ben. Sẵn đem lên cho mấy chị, cây này đẹp lắm luôn nè. Cái đó được mấy cây à? Em có được một cái cây xanh bích quốc dân cho mấy chị. Xanh bích quốc dân nha. Thằng này xiên bông và bông rất là dài cho mình. Cây đẹp. Xanh bích quốc dân này chủ bông dài lắm. Đi tới đâu mấy chị cũng thấy được mặt bông này. Rồi tại vì biết sao, dễ chơi, xiên bông. Mà cái chế độ chăm sóc cực kỳ dễ luôn. Đặc biệt là cái dòng cây này ưa nắng nên mấy chị di chuyển ra càng nơi chỗ nào nắng nhiều, nó càng làm bông chừng nhiều chừng đó cho mấy chị nghe. Cái cây này lớn lắm nè mấy chị ơi, cây lầm lắm luôn. Anh chị nào có chốt cái cây xanh bích quốc chân một lầm này giùm em nha. Em để cây này cho mấy chị 160 nha. 160 cây xanh bích quốc chân. Luôn kể cả chậu thế này luôn nha mấy chị. Luôn kể cả chậu Safi 20 thế này, cây lớn nha mấy chị. Cây lớn nha, đã cho bông bói, đã cắt bông bói cho mình rồi. 160.000 cây xanh bích quốc chân. 160 cây này nha. Anh chị nào có chốt xanh bích quốc chân chốt 160 giúp em. 160 ạ. Đây, cây nó lớn như thế này nè. Táo to nha. 160.000 cây xanh bích quốc dân. Lấy chậu này lấy 160. Anh chị nào nãy 160 cho chị Tiết, cảm ơn ạ. Anh chị nào nãy hỏi em anh Ba Phú Hoa á, em còn được cây anh Ba Phú Hoa. Cây này có nhú vô bông luôn. Anh chị nào chốt cây anh Ba Phú Hoa em để mấy chị 150 luôn nha. Có nhú vô bông luôn này anh Ba Phú Hoa. Bông dài nè, bông lớn tia tia này đó mấy chị. Em nói anh Ba là một trong những cái dòng đen râu nắng đẹp trong tất cả các dòng Embalai á, đẹp nhất á. Cây anh Ba Phú Hoa này 150 nha. Anh chị nào có chốt anh Ba Phú Hoa chốt 150 giúp em. 150 ạ. 150 chị Diệu Nguyễn, chị Kiều Lan chút sau nha. Diệu Nguyễn 150 nha. Em có được một cây thảo hồng màu đẹp cho mấy chị. Thảo hồng nha. Hàng này thuần thang cho mấy chị luôn, thảo hồng màu đẹp. Chậu này chị nào có chốt cái chậu thảo hồng này, em để cho mấy chị cây này là chậu này giá 250 luôn nha. Chậu thỏ hồng 250. Thỏ hồng 250 hàng đẹp cho mình nè. Thỏ hồng này là cái lô thỏ hồng hoa thơm, lưu ý giúp em nha. Em cho mấy chị coi mặt hoa của thỏ hồng. Có một cây một nha mấy chị. Đây là mặt bông của dòng đen râu nắng thỏ hồng cho mấy chị. Cánh cứng mấy chị chơi trên cỡ 3 tháng xuyên bông. Nó là dòng tay thỏ hơi sáng nhẹ cho mấy chị. Và nó chớp ở đầu cánh cho mình nha. Hai trăm rưỡi hàng thuần thang luôn cho mấy chị luôn nè. Cái chậu thuần thang nha, cây mầm gốc đang bật lên luôn. Chậu tỏa hồng này là 250 ạ. Anh chị nào có chốt chậu tỏa hồng thì chốt 150 giúp em nha. 250. Chậu lớn và thuần thang ạ. À, chậu lớn thuần thang cho mấy chị luôn nè. Cây thắt ngọn chuẩn bị nước vòi nha mấy chị, thân đây nước vòi nè. Thân đây đang chuẩn bị nước vòi cho mình này nè. 250 cái cây thỏ hồng này. Có chốt chậu thỏ hồng mà chốt bên 250 nha thùng thang. Em có được một cái cây hoa hồng blue. Em có được một cái cây hoa hồng một quỷ blue cho mấy chị nè. 150 cây này giùm em nha. 150 nha.
Cây này là cái cây hoa hồng blue. Hoa hồng blue cho mình nè. Hoa hồng quỷ blue nha. Để em lấy mặt bông cho coi có cây mọc có vào bông không mấy chị. Đây cái cánh bông của hoa hồng blue nè. Mấy chị coi nè, mặt bông của hoa hồng blue nha. Bông rất là lớn, nó cho rất là nhiều cánh cho mấy chị luôn à. Hoa hồng blue 150 đang có vô hoa luôn. Trừ size P20 về không cần thay chậu hết, để nguyên làm em nghe mấy chị. Rẻ lắm rồi đó. Cây mà có chậu thế này cho mấy chị cũng phải từ 170-180 ăn lên đó nha. Em để cho mấy chị có 150 hoa hồng blue à. Đang có vô hoa cho mình luôn nè. Chậu size P20 luôn nha. Hàng này về mấy chị cái việc treo không cần phải thay chậu đâu. Chậu này 150. Có chốt hồng mà luôn chốt 150 giùm em. Rồi để em lên cái cây này cho 150 cho chị Phương Phan à. Cho em có được một cây Bensudaka mơ thơm nè mấy chị. Có được một cây Bensudaka mơ thơm nha. Còn được cây này em để cho mấy chị 145 nha. Benka mơ thơm. Ok chị Tiết. Benka Motor 145 ngàn. Benka nha. 145 cây này. Đây là mặt bông của thằng Bensudaka cho mấy chị. Hoa cam rực cho mình và rất là thơm. Cái giống này xiên bông cho mấy chị. Có cây một, em còn được con cây một đó mấy chị. Hôm qua em bán hết rồi. Một lúc 45 chị Minh Trang Trương. Nhớ trước thêm cái gì đủ đơn chị Minh Trang Trương ơi. Không mà lưu chốt cho chị ấy. Chốt chưa Phương Phan? Bên cam. Cây 104 nè Phương Phan. Lấy mấy cây xì xa hoa thơm. Không bán bên cam. Trăm rưỡi. Trăm bốn năm. Quang mát combo 4 cây 200 ngàn với là 2 gói stainer à. Cho em cái địa chỉ luôn đi anh Quang mát ơi. Mấy chị cái xe xa quay em mát vàng nó thơm nè mấy chị. Em để cho 170 luôn nha. Cây lầm quá trời lầm luôn nè. 170 nha mấy cái số kia xả chưa. Cái gì? Còn có cuốn sổ hôm qua đâu cái gì Phượng? Cuốn sổ á. Ý là cũng có cuốn sổ chút đơn không thấy luôn. Có mấy cái số nào chị coi xả ra em bán. Trương Ngọc Liên chưa có chút đơn. À bên cam hết rồi chị Trần Minh Kỳ ơi. Cây là cái cây xe xa quay mắc vào ngã thơm nè. Hàng này 200 ngàn em để mấy chị 170 luôn nha. Xe xa quay mắc vào ngã thơm. Để mấy chị 170 nè. Cho mấy chị coi mặt bông của thằng xe xa quay mắc vào ngã thơm nè. Cam gì hả? Em quay mắc chưa có số nội nữa. Ừ. Đây là mặt hoa của thằng xe xa quay mất vàng hả thơm nè mấy chị. Tại cái cây này còn được có mấy cây em để mấy chị 170 chứ giá của nó 200 ngàn không có bớt khách được. Cái giống này rất là đắt luôn. Hoa cực thơm mà nó cho vào bông cực dài nha. Xiên bông lắm.
ở sẵn. Tên gì? Xuân Hoàng. Xuân Hoàng. Hay. Như có nhắn địa chỉ trong mét hay sao á? Cái nghe chốt 170 là gì? 170 là xe xe quay máy vàng thơm chốt chị Phương Phan nè. Ok quăng mát ạ. Ok anh. Quăng mát là chốt tôi tự chọn 4 cây combo 4 cây. Combo 200.000 5 cây 100 với lại hai gói standard nha. Tiếp tục cái cây này quá trời đẹp. Cây này đẹp quá nè mấy chị ơi. Cây này cao lầm luôn nè. Cao nè. Mấy chị coi nó nứt vòi nè mấy chị. Vào bông nè, vào bông nè. Ở thân bên đây đang nứt bức u cho mấy chị nha. Thân bên đây đang nứt bức u quá trời, vào bông nữa nè. Cái chậu là 170 giùm em nha. Anh chị nào có chốt cây sơn sơ quay móc vàng ở thơm chốt em 170. Hàng này 200 ngàn để mấy chị 170 luôn á. 170 cái này giùm em nha. Em còn được 2 chậu à. 2 chậu thôi à. 170 ngàn. Vòi nó đang nhú lên, mầm tơ nó đang nhú lên nữa cho mấy chị nè. Cây đang có vào bông nè. Quay mát có thông tin rồi thấy chưa? Được. 170 chị Trần Minh Kỳ ạ. Em còn được cây này quá trời vong luôn nè mấy chị. Tuy nó thân nhưng bù lại cho mấy chị nè. Thân càng cao càng làm hơn nhiều nè. Bù ha. Bù ha. 1, 2, 3. Hiện tại là 4, 5, 6. Cây này hiện tại đang 6 vong cho mấy chị á. Chậu này là 170 nha. Anh chị nào có chốt chậu xe xe qua đi chốt 170 giúp em. 170 ạ. Xe xa. 170 cây này giùm em nha. Có lấy mấy cây thở vàng ra bán xe mấy chị luôn đi. Hai cây gì vậy? Mét. Một trăm bảy mươi ngàn cái cây sơ quay này nha. Em có cây mấy cây thảo vàng này bán sale cho. Cái cây thảo vàng này 150 nè mấy chị. Em để cho mấy chị 130 gộp đơn nha. 130 gộp đơn rồi em cây thảo vàng đi quá rẻ luôn rồi. Thảo vàng đẹp quá trời luôn có mấy cây à. Em để mấy chị 130 gộp đơn luôn nha. Còn mà anh chị nào có chốt thổ vàng chốt 130 giùm em nè. Cái này mấy chị chơi cũng cỡ 3 ống tán mấy tàn. Xiên bông cắt vào bông là vậy tiếp tục bông khác cho mấy chị à. Cây thổ vàng 150. Em để mấy chị 130 luôn nha. 130 gộp đơn giùm em nha mấy chị. 130. Đây. Thổ vàng 130 gộp đơn giùm em nha. Anh chị nào có chốt thổ vàng chốt giùm em. Thổ vàng còn được 2 chậu á. 2 chậu thổ vàng. 130 ngàn một cây thổ vàng. Một 30 cây thỏ vàng này nha. Em kiếm cái cây gì em lên sale mấy chị. Mình lấy cái bò bà lưu đi. Bò bà lưu bán sale đi. Một 30 chị Trinh Trang. Cây đang nụi chị Trinh Trang à. Nhớ chốt em đơn em chị Trinh Trang ơi. Em có cây bò bà lưu này nè. Cây này 200 ngàn nữa đó mấy chị. Em để cho mấy chị 150 gộp đơn nha. Bò bà lưu hiếm hàng lắm rồi. Để cho mấy chị 150 gộp đơn bò bà lưu nha. Em bán em cho mấy chị gọi một bông bán lá nha mấy chị. Bò bà lưu. Cây này 200 ngàn để mấy chị 150 luôn gộp đơn nha. Nhớ gửi đi em cắt bông cho dễ. Bò bà lưu 150 nha mấy chị. Cái cây là cái cây vàng thơm cho mình. Vàng thơm nha. Hàng này 180. Em để nốt một cái cây này, cây hai ngọc. Em để cho mấy chị 160 cây hai ngọc này nha. 160 hai ngọc ạ. Cái cây đó gì, hỏi gì đó.
cây thỏi vàng hoa thơm. À quên, sorry mấy chị, cây vàng mai hoa thơm. Cây là 180 nè. Cây này 2 ngọc em để cho mấy chị 160 luôn nha. Có chốt cây vàng thơm là chốt 160 giùm em, đang có 2 ngọc cho mấy chị. 160. Ghi số điện thoại vô. Thỏi vàng cho vàng thơm chốt chị Minh Đăng Trương. Đây cái cây vàng thơm nè nghe mấy chị. Ở đây nó đang nhú vào bông. Nhú vào bông trong nách lá, vừa đang vô lên luôn. Em để cây này cho mấy chị 150 gộp đơn nha. 150. Vừa bông nó đang nước trong nách lá nè mấy chị. 150 nha. Cô chị Nghi Trang đâu có ăn tên đâu. Hình như của chị là cái cây anh Ba mà. Anh Ba Phú A mà đúng không? Cây 150 giùm em nghe mấy chị, có chốt cái vàng tôm chốt 150 nè. Em đang kiếm cái cây hàng sale cho. Em để vòi cho chị. Hãy xíu nhầm lấy cái cây làm sale cho. Cây rồng tím kìa. Mấy chị ơi, cái cây màu vàng này đẹp quá. Cây màu vàng này đẹp quá nè mấy chị. Chốt cây này đi, em để cho mấy chị 160. Hai hướng lùm luôn nè. Cây màu vàng này là 160 nha. Cây hai hướng lùm luôn cho mấy chị nha. 160 cây màu vàng này. Anh chị nào thích chốt nha. Hay là thị trường 200 ngàn lên không đó mấy chị. Em cho mấy chị bò vàng khi làm bông nè. Bông to cho mấy chị vào rất là lâu tàn. Bò vàng này chịu nắng cực kỳ tốt cho mấy chị. Mình có thể trồng trực tiếp ngoài trời cũng được nha. Mấy chị coi nè, cái tuổi tai lưỡi nó rất là lớn nha mấy chị. Bò vàng cái tai lưỡi nó rất là lớn. Chậu này em để mấy chị 160 luôn nha. Một 60 chị Trần Kiều Loan ạ. Chốt còn bò vàng không? Cái lầm kiếm cho anh Thành Đạt cây bò vàng. Anh Thành Đạt ơi, em để cho anh cái cây bò vàng Thành Đạt 160 nha. Cây đẹp quá trời, thất ngọn rồi, chuẩn bị đi bông rồi. Em kiếm cho chị Trần bên kia một cây bò vàng nha. Cây đẹp quá trời luôn á mấy chị. Đống này bán cực rẻ mấy chị luôn nè. Trần bên kia cái cây bò vàng này 160 cho mình nha. Bò vàng này thất ngọn rồi. Cái này của Trần Minh Kỳ. Thành Đạt 109. Cây đó của Trần Kiều Loan 96. Cách mét. Tiếp tục cái cây bò vàng này cho mấy chị 160 nè. 160 nha. Cây lùm quá trời lùm cho mấy chị ơi. Thắt ngọn rồi, chuẩn bị đi bông rồi nè nghe mấy chị ơi. 160 cây bò vàng nè. Thích con lên màu gì con ngăn không? Thích con lên màu gì? Bò vàng này là 160 nha. Thích chốt cây này 160 cây đẹp cho mấy chị nè. Cây khá là lầm cho mình. Bò vàng này á, nó chịu nắng cái tốt mấy chị. Mấy chị có thể trồng ngoài trời mà để nắng khoảng 90 đến 100% cũng được. Em có được một cái cây rồng tím cực đẹp luôn, cánh sắn. Rồng tím này 1 vòi, 2 vòi, 3, 4, 5 vòi bông. Cây này em để cho mấy chị cây này 170 ngàn rồng tím nha. Rồng tím này 170, 170 ngàn. Để con lên cây trắng cho cô coi.
Rồng tím này là 170. Đang có được 5 vòi hoa, 3 vòi lớn, 4 vòi lớn, 5 vòi. Để em lấy một vòng cho coi nha, cái giống này lâu lâu mới bán lần. Đây là mặt bông của rồng tím, em cho mấy chị coi nè. Bông nó có thơm nhưng mà cực kỳ bền nha mấy chị. Nó là màu tím Huế á. Cây này nó dạng màu tím Huế cho mấy chị nè. 170 ngàn nha, đang có được 5 vào hoa mấy chị. 170. Cây này. Anh chị nào có chốt rồng tím chốt 170 cây lớn nha. 170 ngàn. Đang có 5 vào bông cho mấy chị. Em đây cây trắng nè, trắng nè cô. Cô ngăn ngô 170 một cây trắng đó cô. Nếu mà cô lấy một cặp là con tính cô 320. Nhưng mà đi một cặp giùm con nha. Em không có ăn tên đằng ngoài, em có ăn tên đằng lá à. 150 một cây. 150 một cây hết à. Giống đó giờ 2 ngàn lắm chị Trinh Trang ơi. Cây trắng này là 170 một cây hồ điệp trắng nha. Mấy chị lấy một cặp em tính mấy chị 320. Cho cô nghe ngô thêm cây trắng đẹp với lựa cô. Dạ con lựa ăn đẹp cho cô nè. Một cặp 320. Bông dài lắm cô, hàng này mới nè. Nè cô coi nè, thấy ghê không? Bông đẹp lắm nha, cô để cho cô ngăn ngô cặp trắng cho cô nè. Em có được cây tím ban đầu nè mấy chị. Tím ban đầu này là 170 nè. Có một cây một à. Tím ban đầu bông to lắm nha. Bông cực kỳ to. 170 ngàn một cây nha. Anh chị nào có chốt tím bằng đầu chốt 170 giùm em ạ. 170. Cái này chốt cho cô ngăn ngô luôn, cảm ơn cô. Cô lấy thêm cái đó không tính vận tính cô 160 cây luôn nha cô ngăn ngô. Tính cô 56 luôn. Ok Thịnh Đạt. Cái cây là cây thông chai Ken ba líp, ba xanh ba tím nè mấy chị. Ba xanh ba tím o thơm nè. Cây em để mấy chị 150 nha. Ba xanh ba tím thông chai Ken ba líp 150. Em cho mấy chị coi bông. Đây là mặt hoa của thằng Tông Chai Ken Balip. Ba xanh ba tím hoa thơm. Em có một cây một à. Đang có vòi luôn, để mấy chị 150 luôn nha. 150 cây này. Một trăm rưỡi nha, cây lầm hàng đẹp cho mấy chị. Ba xanh ba tím. Dạ có mấy cô nha. 150 cho chị cho anh Thành Đạt gặp đơn ạ. Có cây vàng tài một ngọc. Em để cho mấy chị 150 gặp đơn nha. 150 cây này ạ. 150 cây này nha. Ba xanh ba tím. Hồ điệp vàng tài 150 chốt cho chị Trần Minh Kỳ ạ. Ê con cây chớp này nó bị lỗi lá xeo luôn. Mấy chị có cây chớp này nó bị lỗi lá xeo luôn nha. Một không chín. Con cây bị lỗi lá mấy chị ơi.
Thôi cái này em tính luôn cho mấy chị 140 gặp đơn nha. Màu này hiếm lắm nè, nhưng mà không có giống, nó bị lỗi lá. Em tính cho mấy chị 140 nha. Trần Minh Kỳ. Cây 140 nha mấy chị, cái màu trắng chớp, màu này hiếm lắm mấy chị, nhưng mà bị lỗi lá rồi, không có màu này, không có hàng luôn, ít lắm. Cây là 150 nha, 140 luôn, để mấy chị 140 luôn đó. Nó bị lỗi lá xíu, mấy chị đọc non vẫn còn 140 giùm em cái hồ đẹp này nha. Ok chị Trần Minh Kỳ, ghi tên giùm chị. Em có được một cái cây hồng Anna này cho mấy chị. Còn có một cây nè, 140 chốt chị thì lên, nhưng phải chốt thêm đơn nha chị. Chốt thêm đơn, đủ đơn trên 200 ngàn mới đi hàng nha. Một cây em không có đóng hàng đâu nha chị. Cây hồng này là 170 ngàn. Anh chị nào lấy em để cho mấy chị 160 luôn, có một cây một à. Cây hồng Anna cánh lớn nè, 160 giùm em cây này nha. Chốt này chốt 160 giùm em. Ba xanh ba tím em còn có cây một à. Cây 160 chị nào có chốt, chốt 160 nha. Công an quận Tân Phú nhắn tin. Mày cắm trâu đi bài. Đẹp. Đúng, công an quận sao có tên với người, sao có nhiều lâu nhiều người vậy? Ừ. Cái tế điện tử em có một cây học binh này nè, em xeo mấy chị 130 luôn nè, cầm cái lên. Em có cây học binh đẹp luôn nha, em để cái này cho mấy chị 130 nè, học binh nè nha, cây học binh 130 một cây à. Đây là mặt bông của thằng Cesaret Hồng Binh nè à. 130 cây đang hai ngọc nha. Anh chị nào có chốt Hồng Binh chốt giùm em 130 ạ. 130 giùm em cây này. Đang hai ngọc luôn nè. Thì Văn Hẳn cho số điện thoại ta. Ai? Thì Linh. 130 cho Văn Châu ạ. Để em bóc luôn. Có cây hồ đẹp nữa mấy chị. Em để cho mấy chị 100 ngàn gặp đơn nha. Nó bị gãy có ba nụ à. Gãy có ba nụ mấy chị. Cây em để mấy chị 100 ngàn gặp đơn nha. Khi là 100 ngàn em cái tím ớt rồi giùm em 100 ngàn. Hàng đẹp đó mấy chị. Nhưng mà tại do cái cây ti của ngoài nó gặp á. Có ba nụ à. 100 ngàn cái này à. Mày hết đồng binh rồi đúng không? Một trăm ngàn cây tím này. Em có được một cây nắng đen lùm nè mấy chị. Cây này là hàng 220 nè. Bữa em bán mấy chị 190, còn cây này em cũng để mấy chị 190 nha. À, em không có thể nào sale được nữa. Cái giống này hiếm lắm rồi. Cái cây nắng đen lầm luôn nghe mấy chị, nắng đen lầm. Cây 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi.
7, 8, 9, 10. Nước nào mấy chị coi thằng này nước bao nhiêu bà bông rồi. Nước bao nhiêu bà bông nghe mấy chị nè. Cái nắng đen này mấy chị 190 nha. Nắng đen thằng này khá là hiếm mà đó nghe mấy chị. 190 nắng đen. Nè bà bông của nó nè. Chích trong này cũng có vòi nè. Thằng bên đây đang nhảy vòi cho mấy chị nè. Bà bông, vòi, vòi, vòi. Thằng bên đây nè. Mấy chị nứt là chuẩn bị bung ra liền nha. Chốt nắng đen cho chị Hằng Thu 190 nè. Lên số nào để chỉ cho em chị Hằng Thu ơi. Còn được cây thăng cao. Còn được cây thăng cao này đang có bông. Với lại đang nứt vào bông ghi là chốt cao chốt em 190 đi. Chốt này hết hàng luôn rồi mấy chị ơi. Cây thăng cao mấy chị 190 nha. Thằng này mấy chị trồng có thể tích kỳ cũng được. Chị Tiên chứ Ruby Nguyễn chốt lại em nha. Cây nứt quá trời luôn nè chị. Cây thăng cao kìa, cây này là cây thăng cao 190. Chốt cây thăng cao chốt 190 giùm em. Ok chị. Mặt hoa của nó nè 190 cây thăng cao rồi nha. Còn có cây mà kiếm cái cây xeo nó gây gì mấy số đó rồi sao bằng lấy bên ký con này đó hả cái đó có xả rồi em lấy xả đi cái đó có xả rồi. Em có một cây vàng lai ben hoa thơm nè. Dạ em gửi Viettel nha. Cực thơm luôn mấy chị ơi. Hồi nãy cây này đứng xa giờ nó thơm nè. Có một cây màu à. Cây này là 189 hay 100 không đó. Có một cây này em để mấy chị 150 ngay vàng lai ben hoa thơm. Thằng này cực kỳ thơm. 150 cây này nha. Đang có hai cho mấy chị luôn nè. Sale hết nổi rồi. Thì có một cây em để mấy chị 150 chứ cũng không. Cái giá này cây này cao lắm mấy chị. 150 dàn lại ben hoa thơm nha. Chốt cái này chốt 150 em còn được cây. Có bà liễu chị sen bùi. Mình còn bà liễu đẹp không? Đưa cây lớn nè. Em có một cây này chuẩn xưa chị luôn nè. Chuẩn hàng xưa. Cây cao lắm. Bà liễu xưa nè. Cây này em để cho 170 nha. Rất là cao. Đang nứt vòi cho mình nè. Ở đây đang có bông luôn nha. Cây bà liễu này xưa lắm nghe mấy chị. Cây này bà liễu này trồng đâu có nhiều thân đâu. Tại cái giống này nó vậy á. Anh Trần Thanh chốt gì anh Trần Thanh ơi. Mình chốt gì anh ơi. Đây cho để sơn bùi nè 170 nè. Còn được cây ăn te này 150 nè mấy chị. Ăn te này 170 nha. Bông mấy chị cho hoa nhựa đó. Em còn được có 1 cây à để mấy chị 150. Cái giống này em nhà vườn em hết hàng rồi. Mấy nhà vườn khác cũng còn giống đứt giống luôn đó. Mấy chị sẽ thấy ít tháng nữa nếu mà khách hỏi kiếm cái dòng này sẽ không có. Ăn te này là 150 chỗ này nha. Có 1 cây một à. Trần Thuận chốt anten 150 lên địa chỉ xuống nội giùm em nghe Trần Thuận ơi. Lên xuống nội địa chỉ giùm em nha. Đưa chầu kiếm em.
còn được ba chậu kiếm vàng thôi mấy chị, chốt em nha. Kiếm vàng này 150 một chậu kiếm vàng ạ. Kiếm vàng chuẩn cho mấy chị luôn nha. Tay kiếm vàng lá ngắn bản cứng cho mình 150.000 giùm em. 150 một chậu kiếm vàng. Hàng để nguyên thép không tách ra nha mấy chị. Anh chị nào chốt kiếm chốt 150 còn được ba chậu kiếm nữa à. 150. Anh Trần Thuận lên số gọi địa chỉ giùm em nha. Cái chậu kiếm vàng này là 150.000 ạ. Giá này bao rẻ cho mấy chị luôn rồi đó. Có anh chị nào có chốt kiếm vàng chốt 150 nha. Em còn được 3 chậu kiếm cho mấy chị. Hàng này thuần tan của Võ Tông cho mấy chị luôn rồi. Kiếm vàng 150. Này chị Trần Minh Kỳ hoa kiếm đi chị. Giống này trên thị trường người ta bán tép cho mình đắt không, đắt lắm. Một tép cũng bán 350 một tép á. Để một xíu nha. Đây là mặt hoa của kiếm. Chuẩn màu kiếm vàng cho mấy chị chỉ là khi nó lai ra không biết cái lưỡi nó ra cái ra màu gì thôi. Còn cánh cho mấy chị vẫn là kiếm vàng cho mình bình thường nha mấy chị. Không biết là cái lưỡi nó màu gì thôi. Rồi trời ơi, kêu thấy ghê quá. 150.000 kiếm vàng, em có được 3 chậu ạ. Anh chị nào có chút kiếm chút mem nha, 150. Còn được 3 chậu. Anh Trần Thuận ơi, chốt hàng lên xuống tòa địa chỉ giùm em nha. Không có xuống tòa địa chỉ em xả đơn anh Thuận. Cho chị Trần Minh Kỳ một cây kiếm vàng gặp đơn ạ. À. Còn được 2 chậu kiếm thôi nè. Một 50 một chậu kiếm vàng này nha. Anh chị nào có chốt kiếm chốt 150 giùm em ạ. À. 150. Dạ chị Trần Minh Kỳ có kiếm thôi nha chị ơi. 150 chậu này em còn được 2 chậu nữa thôi mấy chị. Kiếm này là em để nguyên tép, không có tách tép ra cho mình nha. Hàng nguyên tép luôn. Chốt cái dầu này chốt 150 giùm em. Em có cây vàng thơm cây cao nè mấy chị. Cây rất là cao nha. Hàng này cây 180 em để mấy chị 150 luôn nè. Vàng thơm nha. Cây vàng thơm cho mấy chị vàng lưỡi nâu rất là bền bông. Cây 150 giùm em cây vàng thơm nha mấy chị. Kiếm vàng dễ chăm lắm chị. Về để nguyên giùm em nha, treo lên em là được. Ưa nắng cực kỳ. Một năm mươi. Ai nói? Phải coi khách comment 150 kìa. Ai bán cái gì 170 anh hai? Không, phải cho quan ghi sổ những cái lúc mà quy hoàng. Đóng đi. Đâu kêu không đóng đâu. Ừ. Hả? Tụi mày đủ mấy lít quá. Ok, chờ thằng Tu. Chờ này lại 150 à. Anh chị nào có chốt nhận thơm chốt rưỡi nha. Xem mớp like luôn nha mấy chị. Chọn nha. Em mất like nha mấy chị. Bye bye.